Xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và rất vui được uh, quay trở lại đồng hành cùng với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư uh, chứng khoán chiến binh trên từng con sóng một bản tin uh, định lượng phân tích tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Sau đó thì chúng ta sẽ có thêm một số các cái uh, nhận định xu hướng thị trường trong tuần mới. Thì uh, trong tuần vừa qua uh, thị trường của chúng ta đã trải qua À, rất nhiều à, các cái cung bậc cảm xúc khác nhau đúng không ạ phiên ngày thứ hai thì danh mục của chúng ta à, có một cái sự thăng hoa rất là lớn à, và mang lại rất nhiều niềm vui phải nói là như vậy xong đến phiên giao dịch của ngày thứ ba và ngày thứ tư thì à, hơi hững hờ ở à, một số các cái mã cổ phiếu à, chúng ta đang cầm nắm thì bị một cái lực chốt à, tương đối nhẹ nhàng và trong cái phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh thì thị trường của chúng ta cũng có một cái sự à, rung lắc rất là lớn Uh, tuy nhiên bằng cái sự uh, chọn lọc cổ phiếu và danh mục của chúng ta lại thêm một lần nữa được gọi là uh, tôn vinh đúng không phải nói là như vậy uh, tháng hoa ở trên uh, chính trường và uh, phiên giao dịch của ngày thứ sáu thì uh, phiên sáng thì nó sẽ mang uh, những cái sắc màu của sự hy vọng đúng không ạ và phiên chiều thì đã có một cái lực uh, chốt lời rất là mạnh và để đón nhận cái bản tin tuần này thì uh, theo như cảm nhận của hùng lê thì hùng lê biết rằng là sẽ có rất nhiều các cái cung bậc uh, cảm xúc khác nhau uh, nếu như những anh chị em mà <laughs> có lựa chọn những cái danh mục cổ phiếu mà được hùng lê phân tích khuyến nghị uh, thì chúng ta cũng có một cái tuần giao dịch tương đối là thành công ok uh, còn đối với những anh chị em mà đang cầm thép chẳng hạn thì nó cũng sẽ mang một cái nỗi buồn mang mác thì đó nói chung là như vậy À, rồi một số các anh chị trong phiên ngày hôm nay thì có một cái chút tiếc nuối là mình chốt chưa đúng đỉnh hoặc là mình đang bị mất lãi trong phiên ngày hôm nay chắc chắn là trong phiên ngày hôm nay thì à, rất nhiều các anh chị em nhà đầu tư bị mất lãi phải nói là như vậy <laughs> rồi à, nhưng à, dù ở cung bậc cảm xúc nào thì à, cái công việc của chúng ta à, chúng ta đã xác định đi trên thị trường chứng khoán thì ở à, những cái câu chuyện thị trường giảm điểm hay thị trường tăng điểm nó là cái câu chuyện hoàn toàn bình thường của thị trường. Ở thị trường có những phiên uh, tăng điểm rất mạnh, cổ phiếu của chúng ta đã có một giai đoạn tăng trưởng rất tốt thì nó sẽ đến một thời điểm nào đó, cổ phiếu nó sẽ phân phối ở cổ phiếu nó sẽ phân phối và nó cần phải chỉnh giảm lại nó hấp thụ hết toàn bộ ở những cái lượng hàng chốt lãi của những cái nhà đầu tư họ mua được vùng giá thấp sau đó rồi thì cổ phiếu nó sẽ hình thành một cái nền tảng tích lũy đi ngang và cái nền tảng tích lũy đi ngang đó thì hùng lê sẽ rất thích À, rất thích những cái giai đoạn như vậy bởi vì đấy là những cái giai đoạn mà chúng ta sẽ giải ngân tiền à, chúng ta sẽ xuống tiền để chúng ta mua những cái mã cổ phiếu à, rất là đẹp để đưa về cả cái danh mục à, của chúng ta à, ok như vậy thì à, với một cái tinh thần đó là à, chúng ta đã à, biết đến thị trường chứng khoán chúng ta đã lên thị trường chứng khoán thì à, chúng ta cần phải rèn luyện cho mình một cái bản lĩnh thi đấu à, cần phải rèn luyện một cái tâm lý vững vàng đó thị trường tăng điểm mạnh hay thị trường giảm điểm mạnh thì chúng ta phải luôn uh, có trong tay một cái công cụ, uh, luôn có trong tay một uh, cái uh, phương hướng nhiệm vụ, một cái biện pháp. Đó ví dụ như vậy. Ngay uh, tại những cái thời điểm khoảng 3 tuần trở lại đây thì ông Lê liên tục khuyến nghị nhà đầu tư là chúng ta cần phải duy trì được một cái trạng thái thanh khoản tài khoản của chúng ta. Đó, đưa cái tỷ trọng tiền mặt trên cổ phiếu nó về một cái một một cái tỷ lệ an toàn và về một cái tỷ lệ hợp lý để làm gì để những phiên như phiên hôm nay ví dụ như vậy ông hùng chỉ nói ví dụ ví dụ, như vậy thôi, sẽ có những cái phiên mà thị trường vận động ở vùng kháng cự mạnh sẽ có những cái phiên long sọc lên 30 âm 30 điểm ví dụ như vậy thì đấy sẽ là những cái cơ hội để chúng ta có thể tích lũy thêm những cái nền tảng cổ phiếu tốt mà đang gặp những cái tre trung hạn hoặc là ở khi mà chúng ta gặp những cái biến động thị trường như vậy thì chúng ta hết sức là chúng ta bình tĩnh để chúng ta xử lý bởi vì chúng ta đã đưa được một cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu hợp lý rồi thì mặc nhiên chúng ta cũng sợ cổ phiếu có bị đạp mạnh chúng ta cũng sợ thị trường đạp mạnh chúng ta cũng sợ ví dụ vân vân đấy là những cái ý mà hùng đã có phân tích lồng ghép ở trong ở những cái nội dung video trước đây thì cái phần view lại bản tin tuần cũ kết hợp với nhận định xu hướng thị trường trong tuần mới thì hùng lê sẽ để cuối bản tin và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi phân tích các cái danh mục cổ phiếu cơ bản trước và sau đó thì hai phần đó thì chúng ta sẽ kết hợp với nhau. thì trong cái phần danh mục cổ phiếu cơ bản thì hùng sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành trụ. ở à, xong đó thì chúng ta sẽ phân tích nhóm ngành dầu khí, nhóm banh và cổ phiếu ngành chứng khoán. sau đó thì hùng sẽ đi phân tích danh mục các cái mã cổ phiếu mạnh à, mà chúng ta liên tục có những cái cập nhật trong cái thời gian vừa qua để chúng ta xem thử rằng à với cái danh mục như vậy thì đã giúp cho team của hùng lê nói riêng và đã giúp cho cộng đồng chứng khoán chiến binh đêm từng có sóng nói chung uh, chống đỡ lại thị trường trong uh, những cái tuần giao dịch vừa qua như thế nào đó thì chúng ta sẽ đi view để chúng ta sẽ uh, có một vài uh, vài góc nhìn để chúng ta uh, đánh giá nó chi tiết và cụ thể hơn các anh chị nhé uh, đối với VIX hiện tại 2-3 tuần nay thì về cơ bản là nó chỉ uh, đi ngang quanh 93.5 đến vùng 95 thôi và có chăng thì nó chỉ hồi lại được lên đến khoảng vùng 98 ở đây Uh, tức là cái cái này thì cũng có 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 vẽ cái mũi tên này, tức là mô phỏng là khả năng thì nó sẽ đi được về nó thôi. Vinhome uh, ok, Vinhome ở đây thì cũng có nói đến cái vùng kháng cự 84 ở đây, nó tương đối là mạnh đấy các anh chị. Và uh, trong tuần thì nó liên tục bám ở biên 84 nhưng mà bám ở biên dưới nó không bứt được vùng 84 và phiên kết tuần nó một có một cái cái đến giảm điểm rất là mạnh như này. À trên góc độ kỹ thuật thì Vinhome sẽ có thể quay về lại vùng 78 đến vùng 79 để kiểm tra cung cầu. VRE nhìn chung thì uh, trong cái giai đoạn vừa qua thì cũng có ít uh, khuyến nghị nhà đầu tư chiến đấu mã này bởi vì là nó đánh tương đối là nó là rời rạc. À, trong tuần thì chúng ta có đưa ra được một cái vùng hỗ trợ ngắn hạn của nó ở đây ở vùng 29 đến vùng 30 và một cái vùng kháng cự ở đây là vùng 32. Uh, nhìn chung thì xu hướng của VRE đó, tức là nó đánh rời rạc nên là các anh chị có thể nhìn thấy là một cây tăng thì một cây đạp, một cây đạp thì một cây tăng, tức là nó đánh như vậy thì là rất là khó chịu và chúng ta sẽ tránh uh, những cái mẫu hình như vậy. Sapico uh, Sabico vùng kháng cự 175 và nó đang chạm về vùng kháng cự đây và nó không vượt thoát được. Uh, cổ phiếu này thì chủ yếu là lấy điểm số của thị trường chung thôi. Uh, ngắn hạn thì nó sẽ về vùng 165 và chúng ta sẽ uh, quan sát những cái biên tích nền của uh, cổ phiếu Sapico ở quanh vùng 165. Uh, rồi đối với Vinamilk, Vinamilk thì uh, uh, chúng ta tiếp cận ở trên góc độ đó là trong giai đoạn hiện tại là Vinamilk đang tích lũy tạo nền và uh, ngay từ những cái thời điểm nó tích lũy tạo nền ở vùng 84, 85 ở bên này thì cũng đã có phân tích rồi và trong cái nhịp phân tích đó thì cũng có đưa ra hai cái kháng cự rất mạnh của của Vinamilk, các anh chị có thể xem lại đó là vùng kháng cự 92 và vùng kháng cự 94 thì trên thực tế là cổ phiếu này chỉ mới đâm lên được tiệm cận được đến cái vùng kháng cự 92 thôi và đến thời điểm hiện tại là Vinamilk chưa có thể vượt thoát được à, với tín hiệu tuần vừa qua tức là Vinamilk bị suy yếu và nó mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây là vùng 88 cây nến kết tuần thì nó tương đối là xấu đường mát dòng tiền đang cắm đầu đi xuống như này thì ngắn hạn là Vinamilk sẽ gặp những cái khó khăn nhất định các anh chị lưu ý như vậy và uh, như vậy thì Vinamilk lại quay về vùng 85 đến vùng 86 để tích lũy lại nền và sâu hơn có thể tính toán là vùng 84 đây chính là vùng hỗ trợ đây GTN uh, sau một tuần giao dịch tương đối là tốt bởi vì GTN thì chúng ta đã có một cái hành trình phân tích của GTN tương đối dài ở dưới này các anh chị vùng 16 17 sau khi GTN thoát vùng 22 à 20 thì cũng có đưa target của nó lên vùng 22 và về lý thuyết thì nó đã đạt target ngắn của của cái nhịp phân tích của chúng ta. Cây nến kết tuần như thế này là xấu bởi vì sao? Bởi vì nó đã bị phá vỡ một cái điểm điểm hỗ trợ kỹ thuật của GTN vùng 21.5 với một lực bán rất mạnh. Với một lực bán rất mạnh như thế này thì ngắn hạn là GTN sẽ quay về đây các anh chị, cái vùng ở đây. Chắc chắn là vùng này rồi, 19.5 đến vùng 20 không có bàn cãi gì cả bởi vì lực bán như thế này thì cái câu chuyện để cổ phiếu bật lại ngay khả năng theo quan điểm của quan điểm kỹ thuật của ông lê là khả năng là khó nên nó sẽ quay về lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn và vùng hỗ trợ kỹ thuật của gtn trong nhịp này đó là khoảng vùng mười chín đến vùng 20 À, hàng không thì nói chung là cũng chưa có những cái gì khởi sắc cả à, Đối với VDC thì trong tuần vừa qua chủ đạo là đi ngang ở quanh vùng 127, à, hỗ trợ kỹ thuật của vùng 125 thì khả năng tuần tới thì nó cũng sẽ đi men ở đây. À, HVN đã có nói với các anh chị rồi đúng không ạ? À, một cái đường cong mềm mại và có cảnh báo cái vùng kháng cự ở đây là vùng 26 sau điểm hồi lại. Hai phiên phiên ngày hôm nay thì HVN bị chốt tương đối là mạnh. Và với lực chốt này thì chắc chắn HVN sẽ về lại vùng 21, vùng 22 ở đây. ACV thì uh, trong những cái tuần giao dịch gần đây thì nó chỉ đi ngang ở quanh cái vùng 84 85. Nhìn chung thì anh chị nào mà đang cầm cổ phiếu này thì vẫn cầm được bởi vì cái biên kỹ thuật của nó ở đây nó chưa gãy, còn cái động lực mà để nó bứt phá lên thì thị trường chung như này thì khả năng đối với ACV là nó cũng khá là khó khăn. Đối với Mansan, đối với Mansan trong tuần vừa qua nó đi ở quanh biên quanh biên ở đây là biên kháng cự 150 và chưa thể đè lại được vùng 150 hai phiên kết tuần tương đối là tiêu cực hai phiên này thì phiên ngày thứ năm phiên ngày thứ sáu tương đối tiêu cực tuần tới thì nó sẽ quay lại test cung ở vùng 145 và chúng ta sẽ có thêm những phân tích định lượng tiếp theo mml <laughs> MML thì phân tích một cái kênh gọi là trang kỹ thuật trung hạn và hướng tới target 100 nhưng trên thực tế như thế này là cái target này nó chỉ đạt được vùng 95 thôi Uh, sau 2 tuần khoảng 3 tuần đi uh, và nó không tích lũy nó không gãy vùng 85 nhưng tuần vừa qua tức là tuần giao dịch vừa qua phiên giao dịch ngày thứ năm và ngày thứ sáu tương đối là xấu. Tín hiệu này thì phiên ngày thứ hai sẽ kiểm tra tra vùng 80 nhưng khả năng vùng 80 sẽ khó giữ được và nó sẽ lấp lại ít nhất là ở vùng 75 còn sâu hơn sẽ là khoảng vùng 7x ở đây. MSR có phân tích một cái tín hiệu kỹ thuật uh, tuần đó là điểm break và điểm break đó thì cũng đã được đã được phân tích ở tương đối là dài ở cái vùng 24 đến vùng 24.5 năm à, nhìn về mặt kỹ thuật ở đây thì nến này nến tuần đóng này nó cũng chưa thực sự là gọi là là xấu gọi là cạn kiệt nó vẫn đóng được ở trên vùng 27 ở đây thì cơ bản vẫn là ổn đó à, vẫn ổn và thậm chí là sau tuần tới nó có thể lấp sạch cái cây nến này tức là nó lại về lại cái vùng 23.5 à 24 đến vùng 24.5 ở đây và nó tích lũy thêm đó ở bên này thì vẫn ổn nhưng nếu như bị gãy vùng 24 thì đấy là một tín hiệu xấu của MSR thì chúng ta cần phải uh, SL thôi nói chung là nếu mà đua trên thì phải 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 bán thôi <laughs> BVH ở trong tuần giao dịch vừa qua thì tín hiệu kỹ thuật kết tuần của BVH cũng là tương đối xấu uh, với một cây nến kết tuần như thế này thì nó có hai cái tình huống nó sẽ xảy ra thứ nhất đó là chúng ta cần phải uh, xem cái cây nến của ngày thứ hai phiên phiên ngày thứ hai để hùng sẽ nói sâu nhân tiện cái cái chỗ mã cổ phiếu BSH thì hùng sẽ nói luôn tức là phiên giao dịch của ngày thứ hai là phiên để đánh giá xác nhận những cái xu hướng mà nó đã tạo ra trong phiên ngày thứ sáu thì kịch bản tích cực các anh chị lưu ý nếu kịch kịch bản tích cực là tất cả các mã cổ phiếu phải đóng lại ở trên một phần hai thân nến xanh thân nến đỏ của phiên ngày thứ sáu thì như vậy là thị trường chung của chúng ta vẫn đang có những cái cơ hội ở phía trước để có sự phục hồi tuy nhiên nếu như cây cây nến của ngày thứ hai đóng nến của ngày thứ hai ấy, mà nó lại tiếp tục bị rời xa tức là một là nó rời xa hẳn cái thân nến thân nến nó đang có ở đây hai là nó không lấp lại được một cái phần của thân nến mà nó đã tạo ra ở đây thì đấy là một cái tín hiệu tương đối xấu của thị trường anh chị lưu ý và hết phiên giao dịch ngày thứ hai thường sẽ có đánh giá thêm à, với tín hiệu của bbh hiện tại thì nó sẽ có thể quay về lại vùng 59% 59 hoặc là sâu hơn có thể vùng 58 58 59 ở đây để nó kiểm tra lại cung cầu. À, nhìn chung về xu hướng của cổ phiếu trong tuần tới nó sẽ là test cung các anh chị. Ờ à, MVKG, thì à, trong tuần thì nó đã đè lại được ở vùng đây là vùng 135. Giao dịch ở trong tuần thì nhìn chung là tích cực khi mà sau một cái cây nến đè lại 135 này nó nó test nhưng nó test không gãy ở đây thì như vậy là tín hiệu này là tương đối là tích cực. Và có thể quyền có quyền kỳ vọng cho một cái dự kiến của target tiếp theo của MWG ở khoảng vùng 145 PMG à, Trong kịch bản phân tích uh, tuần thì chúng ta có nói đến uh, cái target ở vùng 115 ở đây Với một cái ý đồ test cung kỹ thuật không gãy vùng 102 cây nến kết tuần thì nó đóng đúng 102.3 chính vì vậy nên là sang tuần thứ hai đó cái phiên giao dịch của ngày thứ hai sẽ là viên rất là quan trọng để chúng ta đánh giá cái mốc 102 này như thế nào trong trường hợp cãi 102 thì chắc chắn là sẽ đi xuống ở những cái vùng tích lũy sâu hơn ở dưới này đó là khoảng vùng 97.5 sâu hơn khoảng vùng 94.5 đến khoảng vùng 95 ở đây à, cơ điện lạnh G G thì đây sau khi mà chúng ta có nói đến những cái điểm kỹ thuật test cung của G ở đây và đề cập đến cái kháng cự 73 đây kháng cự 73 đây các anh chị à, trong tuần cũ đây thì di tuần này test cung hai cây nến này là hai cây nến để xác nhận rằng cái việc test lại cái cung ở vùng 68.5 là bị thất bại rồi cây nến này bị thất bại rồi vậy thì chúng ta sẽ cần cây nến của ngày thứ hai nôm na nó là như vậy à, nhưng nhìn trên nhìn nhìn chung trên cái xu hướng kỹ thuật ngắn hạn thì khả năng di sẽ bước vào một cái nhịp uh, giảm giá và cái vùng kỹ thuật ở đây nó khoảng vùng 63.5 đến khoảng vùng 64 FPT uh, về cơ bản thì FPT vẫn đang đi ở được ở trong cái biên 95 và đến biên 100 và cái biên 95 này nó sẽ là cái điểm nhấn kỹ thuật của phiên giao dịch ngày thứ hai nếu như rụng biên 95 thì nó sẽ đi về khoảng vùng 90 còn nếu như nó không dụng được biên này thì nó cứ lừng khừng nó đi như thế này thôi. Đây các anh chị, đó, nó cứ đi như thế này. Và sau khi nó đi một cái quãng thời gian nào đó, nó sẽ có một cái tín hiệu kỹ thuật để nó phát đi. À, ví dụ như đi DGV kép là nó có tín hiệu kỹ thuật. Đó, các anh chị có thể nhìn ở đây, nó hình xin và hình xin này thì cũng có phân tích rồi. Đó, và trong tuần vừa qua thì uh, DG World bắt đầu uh, chém lại cái vùng 120 ở đây. Đó, đấy là cái tín hiệu kỹ thuật phát đi để nhận diện là xu hướng của Digigo tiếp tục đánh về khoảng vùng 140 đến khoảng vùng 150. Còn ngược lại nếu như mà sau một cái vùng biên như vậy mà Digigo có một cây nến đỏ treo thẳng xuống như này thì đấy là một cây nến phân phối của Digua và nó xác nhận rằng là Digigo sẽ đi về ở khoảng vùng giá 985 đến vùng 90 ở đây đó vậy thì phân tích kỹ thuật là gì chúng ta liên tục bám sát các cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu để chúng ta nhận diện xu hướng của cổ phiếu nó chỉ có đơn giản như vậy thôi và cổ phiếu thì nó luôn luôn biến động thị trường thì nó luôn luôn biến động chính vậy nên là các anh chị cần phải có được một cái sự cập nhật tốt nhất thì thông thường thì mọi anh chị nhà đầu tư sẽ nhận các cái thông tin từ môi giới gọi là tư vấn đầu tư đó và những cái người tư vấn đầu tư người ta phải có một cái kiến thức và người ta phải có được một cái 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 góc nhìn nó rộng thì uh, mới có thể định hướng được uh, mới có thể định hướng được những cái xu hướng của thị trường chung cũng như là cổ phiếu thì nó sẽ tốt hơn anh chị uh, CMg cũng như vậy CMG trong tuần vừa qua thì nó có một cái sự vừa thoát ở đây nhưng sau sự vừa thoát đó thì bao giờ nó cũng sẽ quay trở lại nó test cung một phiên ngày hôm nay thì nó test lại đúng uh, cái biên 63 đến biên 64 ở đây và khả năng sang tuần tới thì CMg cũng sẽ tiếp tục uh, test lại ở vùng này ở phân tích thêm cả mã cổ phiếu HVH bởi vì HVH ở trong giai đoạn vừa qua thì nó hút được cái dòng tiền nó cũng tương đối là tốt các anh chị nhé Tương đối tốt. Thì trong tuần là nó đè lại được vùng 13 ở đây thì cái xu hướng khi nó đè được 13 ở đây thì nó sẽ lên khoảng vùng 15 đến 16 nhưng mà thị trường nó bị uh, vấp phải một cái lực chốt lời uh, dẫn đến là nó cũng bị hai cái nến rơi ở đây. Thế thì hai cái nến rơi này thì nó sẽ rơi lại vùng 13 và chúng ta sẽ uh, chờ đợi những cái tín hiệu kỹ thuật ở vùng 13 thì chúng ta sẽ đi phân tích thêm. Ok. Rồi, bây giờ thì uh, chúng ta sẽ đi uh, phân tích uh, sang uh, danh mục uh, cổ phiếu của nhóm P Thì uh, đối với thời điểm hiện tại, Hùng không bật cập nhật dữ liệu Nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy đây sơ uh, bộ thôi, sau đó thì chúng ta có thể phân tích thêm Thì uh, giá dầu WTI đang gặp tương đối là khó khăn ở cái ngưỡng 85 Và trong tuần vừa qua thì gần như giá dầu giao dịch uh, nhìn chung là hơi tiêu cực uh, Đã có lúc uh, giá dầu này thủng vùng 78% và tiệm cận vùng bài, bài ở đây thì khả năng với cái xu hướng hiện tại như này thì VKE ở trong tuần giao dịch mới thì nó cũng sẽ uh, xây thêm cái nền ở quanh nền bài bảy ở đây. Uh, trong trường hợp nếu như nó giữ được như thế này thì nó sẽ uh, cơ bản P thì nó bị chốt theo cái cái lực chốt của thị trường thôi. còn nếu như nó thủng cái bài bảy ở đây thì rất có thể là P sẽ có những cái tác động uh, khá là tiêu cực đối với uh, đối với thị trường. thì uh, hình như là trong uh, đây trong những cái bản tin tuần thì Hùng bao giờ ông cũng có nhấn mạnh đến hai cái yếu tố cơ bản đó là uh, đó đó là chỉ số Dow Jones và giá dầu đấy là những cái cái định lượng khá là cơ bản để chúng ta uh, tiếp cận đến uh, nhóm cổ phiếu ngành P thì uh, trong tuần vừa qua thì gần như P cũng đã bị chốt uh, tương đối là mạnh tương đối là mạnh thì nó có hai lý do một thứ nhất đó là P đã có cũng đã có một cái nhịp Uh, lái tăng uh, tương đối ở trước này và uh, sau một, hai tuần thì uh, nhìn gát thì chúng ta sẽ phán đoán được nhìn gát ở đây đó các anh chị có thể nhìn thấy rằng là chúng ta đưa một cái ta ghét ở 120 và sau đó thì có ở vùng 125 đến 130 đây và nó không vượt thoát được trong tuần thì có phân tích một cái điểm chỉnh kỹ thuật của gát ở đây về vùng 115 những điểm chỉnh kỹ thuật này thất bại trong phiên ngày thứ năm và phiên này là có một cây nến xác nhận đó, sau một phiên thất bại thì cây nến xác nhận và cây nến này thì nó cũng thủng luôn vùng 110 như vậy là một cái lực bán tương đối là mạnh các anh chị nhá, tương đối mạnh. Thì trên góc độ kỹ thuật là nhìn như nhìn về xu hướng như này thì chắc chắn sẽ là một xu hướng rơi. Đó, tất nhiên là nó có thể rơi từ từ nhưng xu hướng nó sẽ rơi. Và ít đầu tiên nó rơi về 105, nó kiểm tra ở đây ổn. Đó, nó sẽ lừng khừng ở đây và có thể nó sẽ rơi tiếp ở đằng sau này, tức là xu hướng của gas là như vậy. À, PLX à uh, trong tuần thì PLX có một cây nến uh, tương đối tích cực đè lại ở đây. Nó đè lại vùng 6x nhưng mà nến test cung của nó hai cây test lại ở đây thì nó đang thể hiện một cái gọi là diện cái sự thất bại. Tuần tới thì PLX sẽ quay lại kiểm tra cung cầu ở vùng 58. Sâu hơn thì có thể nếu như thị trường chung mà xấu á thì cái vùng 58 này không giữ được đâu. Uh, nó sẽ đi về vùng 55 đến khoảng vùng 56 thậm chí là PLX có thể quay lại test đúng cái nền hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây thì chúng ta sẽ uh, chờ cái nến của phiên ngày thứ hai thì chúng ta sẽ phán đoán được thôi. Đó, nến của ngày thứ hai đóng như nào là gần như là chúng ta sẽ phán đoán được xu hướng tiếp theo của PLX Uh, Pet là một mã cổ phiếu được uh, phân tích trên góc độ kỹ thuật đó là điểm mua break và đang đưa cái target của điểm mua break này lên đâu ạ, 36 và trong tuần thì nó cũng đi được khoảng tầm vùng 34.35, uh, chi uh, soát đạt được 36 và phiên kết tuần thì nó cũng bị chốt tương đối mạnh. Ngắn hạn thì Pet sẽ quay lại vùng uh, 31.2 chắc chắn sẽ quay 31.2 và sâu hơn sẽ là vùng mã x và hai cái điểm này sẽ, sẽ chúng ta sẽ đánh giá thêm nói chung là ông sẽ cần thêm dữ liệu của phiên ngày thứ hai rất là quan trọng để có thể phán đoán được xu hướng gần như rất nhiều các mã cổ phiếu đó và xu hướng như nào thì mời các anh, anh chị về với team của ông lê để có thể có những cái trao đổi trực tuyến 11 một một. chứ còn bây giờ thì chúng ta cũng một tuần chúng ta có một cái bản tin thì nó cũng gọi là gợi mở những cái hướng cơ bản như vậy thôi còn chi tiết hơn thì là sẽ cần những cái tương tác một một trong cái quá trình giao dịch thì nó sẽ ổn định hơn PVT à, tuần cũ thì chúng ta thấy rằng là PVT break vùng 26 à, tuy nhiên à, quan điểm kỹ thuật là gì sau điểm mua break nó break thì nó sẽ quay lại test lại vùng 25 Ờ, nhưng vùng 25 test thất bại thì nó sẽ quay lại vùng 24 và vùng 24 thì trong phiên ngày hôm nay thì nó vẫn đóng ở trên 24 cộng Tuy nhiên là một cái nền rút chân như này thì nó sẽ chưa thể thể hiện hết được cái ý đồ Và trong phiên giao dịch của ngày thứ hai sẽ quay về test lại vùng 24 Đó nó sẽ kiểm tra lại vùng 24 xong đó rồi thì nó sẽ ở vùng 24 này mà giữ được hoặc thậm chí là có thể vùng 23 đến biên 24 Thì đấy là cái biên mà Uh, theo khả năng sẽ dự đoán cùng lê là nó sẽ kiểm tra lại ở cái vùng này uh, PVS đó PVS thì uh, có phân tích một cái kháng cự 31 ở đây rất là mạnh và kháng cự 31 này thì sau đó thì có phân tích lại một cái vùng gì các anh chị kháng cự thì bao giờ cũng sẽ phân tích cùng với đó là một cái nhịp test hỗ trợ hoặc là một cái biên hỗ trợ ngắn hoặc là một cái cách đi của cổ phiếu thì uh, PVS đang đi theo một cái hình xin Ok Và chạm tuần cũ thì nó chạm vùng 31 Thì cũng có dự báo là sẽ khả năng cao sẽ quay lại Bởi vì là nó đóng một cây nến như này Thì cái xu hướng cao là nó sẽ test lại vùng 285. năm Ok cho các anh chị Đấy, vùng 285 năm test thất bại rồi Và nó, cây nến này thì là cây nến xác nhận thất bại rồi Lực bán như mưa Trên 15 triệu, hai phiên là PVS Ao khoảng 30, 30 triệu là lực bán tương đối là mạnh các anh chị. Với lực bán này thì pPS sẽ có vùng 25.5 đến vùng 26 để kiểm tra phiên ngày thứ hai. Thủng vùng này thì sẽ phải xuống vùng 22.2 à 2.5 đến khoảng vùng 23. <laughs> PVD cũng gặp một lực chốt rất là mạnh và cái kháng cự của 32 ở đây đúng không ạ? Cũng đã có phân tích rồi. À, nó có cái hỗ trợ ở đây này và vùng hỗ trợ này thì phiên nay là nó 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 test đây các anh chị test và test gãy luôn test test coi như là như này là test hỏng luôn À, thì với việc test hỏng như này á thì nó sẽ quay về lại vùng 26.5 đến vùng 27. Đó, vùng này mà gãy thì khi đó nó lại có những cái câu chuyện khác, tức là chúng ta sẽ cần thêm cái dữ liệu kỹ thuật của nó ở vùng này. BSR, BSR cũng xấu, bị chốt mạnh. À, thì BSR sau khi mà nó break được cái vùng 24 á thì đang kỳ vọng lên khoảng vùng 27 nhưng trên thực tế là tuần cũ nó đi được vùng 26. Ở sau vùng 26 đó thì chúng ta dự báo hai vùng test cung, vùng 23.5 và vùng 22.5 và trên thực tế thì tuần này là vùng 2.5 nó bị phá. Với việc phá vùng 22.5 thì chắc chắn nó sẽ hướng đến những vùng hỗ trợ sâu hơn ở dưới này, đó là khoảng vùng 20 20 quanh vùng 20 19.5 đến vùng 20 đối với BSR oi là một mã cổ phiếu rất là khỏe nhưng nó cũng không gồng nổi các anh chị không gồng nổi không gồng nổi với thị trường và đối với những cái tín hiệu kỹ thuật đây đường Mark đang có những tín hiệu xấu này dòng tiền cắm đầu đi xuống này thì đấy là những tín hiệu rất xấu của cổ phiếu phải nói là như thế oi có một vùng kháng cự 18 tám hai tuần không đè lại được tuần này có lên nhưng không đè lại được và cây nến liền sau đó thì nó đã lấp lại hết tất cả nỗ lực của phiên giao dịch ngày thứ tư ngày thứ sáu thì có một cây nến đóng À, xấu Cái nền đóng xấu Vùng 16 đến vùng 16.5 ở đây Nó sẽ là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó Chúng ta sẽ cần quan sát thêm ở Các cái tín hiệu ở đây Thủng vùng 16 thì chắc chắn là xuống dưới này rồi Rơi xuống dưới này rồi Vùng 14.5 POV kép tuần vừa qua Thì dòng tiền cũng tương đối tích cực Và Đã đạt gần đạt Nói chung là gần đạt, gần đạt Target ở vùng 15 Ờ, cây nến ngày hôm nay thì nó đang uh, phá vỡ cái tính uh, cấu trúc của một cái xu hướng tăng và như vậy sang tuần tới thì POVK sẽ test lại vùng 13.5 để kiểm tra cung cầu đây uh, trên cơ sở dữ liệu của vùng 13.5 này thì chúng ta mới có thể đánh giá được uh, các cái xu hướng tiếp theo của của của, của, của cái diện của PVS uh, xin lỗi cả nhà của POVK rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích uh, nhóm banh, nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. À, thế thì trên góc độ kỹ thuật thì uh, phiên giao dịch của ngày hôm nay thì nhóm banh đã cứu thua cho thị trường rất là nhiều uh, Đỡ cho thị trường một phần của điểm số để tránh được một cái cú sốc uh, giảm điểm trên trên khoảng 30 điểm các anh chị đúng không ạ Đã có những thời điểm thị trường của chúng ta giảm index của chúng ta mất 3 trên 30 điểm rồi uh, Thì trong góc độ kỹ thuật hiện tại thì Hùng chỉ có mới nhìn thấy một số các mã cổ phiếu banh đẹp thôi Các anh chị một số các mã cổ phiếu banh đẹp thì Hùng đã có phân tích uh, có nhấn mạnh trong cái bản tin thì trong cái bản tin các anh chị lưu ý là hùng có phân tích tất cả các danh mục cổ phiếu của nhóm banh nhưng à, có những mã cổ phiếu nào đáng lưu tâm và có thể đầu tư được thì hùng sẽ nhấn rất là mạnh các anh chị lưu ý như vậy việt công banh ở thời điểm hiện tại thì gần như là kháng cự ở đây là vùng 99.100 đó hai ba tuần nay chạm 99 là đổ lại à, nhưng mà được cái tạo lập của ông này cũng cũng giữ nhịp tốt 97 không gãy đó cứ đi ở vùng này thôi Uh, và nhìn chung với một cái tín hiệu kỹ thuật như thế này uh, BIDv BIDV thì phiên ngày hôm nay uh, giao dịch tương đối là kinh khủng và uh, nó cũng làm nên một cái phần biến động điểm số của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay <laughs> vùng uh, kháng cự của BIDV đó là khỏi ở vùng 46 46 5 Vùng hỗ trợ kỹ thuật của BIDV ở đây là vùng 42 đến 42.5. À, nhìn chung ở trên góc độ kỹ thuật thì uh, bit ở sang tuần tới nó sẽ kiểm tra ở quanh vùng 44, vùng này mà ổn định. Vùng 44 mà ổn định thì uh, xu hướng có thể quay trở lại vùng 45 đến à 46 đến 46.5. À, công thương ở thời điểm hiện tại thì Hùng cũng bắt đầu nhận diện thấy một cái tín hiệu tích cực Ở trong cổ phiếu nhóm banh các anh chị lưu ý là như vậy Vùng kháng cự ngắn của công thương ở đây nó đang ở vùng 33 đến khoảng vùng 34 Nhưng nó có hình thành một cái nền tảng tích lũy ở đây ở bộ 31.5 đến vùng 32 Với lực cầu đang à, đang đánh công thương Theo quan điểm của kỹ thuật cùng đây là khá là ok Thì các anh chị có thể gom dần công thương Có thể gom dần công thương ở biên hỗ trợ kỹ thuật 31.5 đến vùng 32 À, sau đó thì chúng ta sẽ quan sát tín hiệu kỹ thuật tiếp theo và trong trường hợp nếu như công thương chém được uh, nó đè được cái vùng ở đây các anh chị này. Đó nó đè được cái vùng kháng cự ở đây ở vùng 34 cộng thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta có thể gia tăng thêm cái tỷ trọng của mã cổ phiếu uh, công thương. MBB và VPBank MBB thời điểm hiện tại thì không có nhiều động lực Uh, cơ bản nó đi ở vùng 28 kháng cự đây vùng 29 và nó sẽ đi uh, sẽ đang sẽ, sẽ tiếp diễn cái câu chuyện như thế này và chúng ta chờ thêm những cái uh, gọi là nhân tố mới đúng không ạ thì chúng ta mới phân tích tiếp được VIBAN thì uh, cũng bị tụt tụt áp ở trong uh, tuần giao dịch trước đó khi nó chạm lại vùng ở đây là vùng 39 Ở uh, vùng kháng cự 39 nó test cung thất bại VBank VB là test cung thất bại ở tuần trước này tức là test 37.5 bị thất bại Uh, tuần này thì VPBank nhìn chung là phiên ngày hôm nay là phiên quỹ có thể quỹ nó cơ cấu thôi nên là cái khối lượng nó nó đột biến nó lớn hơn uh, nhìn về mặt ý đồ thì sang tuần tới VBank có thể có những cái điểm uh, giao dịch ở quanh vùng 35.5 đến khoảng vùng 36 và xấu hơn thì Vibank có thể quay lại quay lại ở vùng 34.5 đến vùng 35 đây là cái mút test ở dưới này để kiểm tra lại cái cung cầu của VBank Techcombank thì uh, giai đoạn này nhìn chung là nó đánh cũng uh, tương đối là rời rạc, uh, các anh chị lưu ý uh, Techcombank có một kháng cự ở đây là vùng 54, uh, các hỗ trợ kỹ thuật ngắn của Tech ở đây khoảng vùng 51 đến khoảng vùng 51.5 Uh, TP ở đây thì nhìn chung ở trong hai tuần giao dịch gần ở đây Thì TP cũng chỉ có đi ngang ở quanh cái kháng cự 44 ở đây Và chưa có những cái uh, tín hiệu kỹ thuật để có thể bứt thoát Vượt khỏi cái vùng kháng cự của nó ở đây uh, Ngắn hạn thì TP có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây Ở khoảng vùng 42 Các anh chị có thể lưu ý ở một cái biên 42 đến khoảng biên 44 uh, HDB là một mã cổ phiếu được đánh giá tích cực hơn cả uh, trong nhóm banh ở trong những tuần giao dịch vừa qua. Đấy là những cái đánh giá mà các anh chị có thể xem lại ở các cái bản tin tuần cũ. Ờ, tuần này thì HD bank cũng hoàn thành uh, cái vùng giá mục tiêu đó là nó đánh tương đối là tốt. Phiên ngày hôm nay thì một phiên giao dịch uh, tương đối là thành công và hoàn thành vùng 30 trên 30 ở đây. À, trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì uh, phiên ngày thứ hai uh, HD có thể quay lại vùng 29.5 để kiểm tra test lại cung cầu đây và nếu như cung cầu đây mà ổn định đó, ổn định ở đây thì cái xu hướng để HD Bank uh, vươn lên cái vùng kháng cự cao hơn ở vùng 32 ở đây là còn thì chúng ta sẽ uh, quan sát cái nhịp trả cung HD Bank để chúng ta đánh giá thêm SHB sau khi chia thì uh, chúng ta đã tìm lại một cái vùng kháng cự uh, nho nhỏ của nó ở đây vùng 24 và vùng uh, hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 23 uh, nhìn chung anh chị có thể nhìn thấy đây sau những cái lực đánh tương đối là mạnh và SH đang có ở uh, những phiên gần như là mất cung cầu mất cung cầu đây thì đấy là một tín hiệu tốt sau một cái nhịp test cung và uh, nếu như uh, theo như cái kịch bản mà hùng nhận định thì khả năng là nó sẽ tết ở quanh vùng 23 sau đó lực cầu quay trở lại khoảng tầm trên 30 triệu cổ phiếu và kéo cổ phiếu này vượt thoát lại vùng 24 thì đấy là một cái tín hiệu uh, tích cực để xác nhận rằng là SHB có thể có một cái nhịp đánh uh, Tốt ở đây SHB sẽ có một cái nhịp đánh tốt ở đây Nhìn về ý đồ thì sẽ là như vậy SHB sẽ là như vậy các anh chị uh, Liên Việt Postbank nhờ, nhìn chung thì nó vẫn đang nằm ở trong kênh xu thế tích lũy và ở đây uh, chúng ta nhìn uh, thì uh, chúng ta nhìn thấy một cái điểm tích cực Đó, ông nhìn thấy một cái điểm tích cực đó là ở vùng 20 ở đây Nó test hai lần và sau đó thì nó vượt thoát lên lại Và nó đang gánh lại, các anh chị có thể nhìn thấy cái gánh ở đây Cái đường này là đường gánh ở đây Thì đường gánh này là nó đang có kháng cự ở đây vùng 24 Và nó đang test lại ở trên cái đòn gánh này Và cái đòn gánh này nó sẽ có một cái vai trò rất là quan trọng Để uh, có thể uh, định định lượng cái xu hướng của Liên Việt Bốc Anh Và với quan điểm kỹ thuật và nhìn cái cách đi của tạo lập như thế này thì Hùng sẽ kỳ vọng là Liên Việt postbank Banh sẽ đánh lại vùng 24 Đè lại được vùng 24 thì chúng ta sẽ xây một cái target lên ở đây Và cái vùng tì bật của nó ở đây quanh vùng 22 sẽ là một cái vùng rất là quan trọng đối với Liên Việt postbank Banh uh, STB đã khuyến nghị anh chị em đầu tư và có thể bắt đầu gom thêm ở nhịp này Thì trên quan điểm kỹ thuật cũng nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy là dòng tiền đã bắt đầu gom lại Dòng tiền đã bắt đầu đánh gom lại cổ phiếu S, uh, STB ở đâu đó khoảng vùng 27 đến khoảng vùng 27.5. Ở đây là cái vùng mà uh, đang nhận diện thấy một cái một cái lực gom tương đối là tốt và chúng ta nhìn thấy rằng đây là một cái điểm nhấn kỹ thuật khi mà cổ phiếu STB test sâu ở vùng 24 và đây nó đang nó đang test lại được ở trên vùng 26 cộng ở đây đó uh, những cái nhịp nó vòng lên thì nó sẽ quay lại nó trả cung và nó trả cung được ở trên vùng 26 mươi sáu anh chị lưu ý như vậy thì stb cũng sẽ là một cái nhân tố uh, trong nhóm banh uh, chúng ta bắt đầu lựa chọn lại thì uh, hiện tại nhóm banh thì chúng ta cũng không có quá nhiều các mã cổ phiếu các anh chị lưu ý là như vậy và chúng ta uh, tiếp cận lại từ từ và những cái mã cổ phiếu nào mà theo quan điểm kỹ thuật cùng tốt thì cũng sẽ bắt đầu hướng các anh chị là chúng ta sẽ hướng về đó Uh, BVB đã khuyến nghị uh, tiếp cận lại uh, cổ phiếu BVB và đã khuyến nghị mua ở trên nhóm uh, Phiên kết tuần thì BVB cũng có một cái lực cầu tương đối là tốt Tuy nhiên sau một cái lực cầu này thì uh, nó cứ bình tĩnh, nó chưa thể là chạy ngay được đâu Còn BVB thì nhìn ở trên một cái góc độ tích lũy ở trên kỹ thuật tuần Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, đó là ở vùng 20 Ở vùng 20 thì uh, BVB có một cái nền tảng tích lũy rất là tốt và trong trường hợp nếu như dòng tiền tiếp tục duy trì ổn định và giúp BBB đánh vượt thoát vùng 24 đó, à, như vậy thì chúng ta khi mà dòng tiền đánh vượt thoát vùng 24 ở đây thì sẽ kỳ vọng một cái trang kỹ thuật của BBB Nói chung nhóm banh thì chúng ta cũng chỉ kỳ vọng ở một góc độ nho uh, nhỏ nhỏ như vậy thôi Còn hiện tại thì cũng chưa nhìn thấy nhiều cái dư địa để có thể nói rằng là banh nó sẽ đánh cả dòng thì nó cũng sẽ khá là khó Rồi ok uh, Tiếp theo đến nhóm ngành chứng khoán thì quay ngược lại thì uh, trong cách đây 2 tuần đúng không ạ Cũng có phân tích một cái xu hướng của nhóm ảnh chứng khoán đó là ngày mùng 9 tháng 11 ngày mùng 9 tháng 11 à, hình như thế đúng không thì trong cái bản tin cách đây hai tuần đó, chúng ta có nói đến là năm cái mã cổ phiếu nhóm ảnh chứng khoán trong một cái định lượng và là nó còn điểm mua và nó còn xu hướng thì chúng ta cũng thấy rằng là dòng tiền đang ở trên thị trường chứng khoán đang duy trì ở những cái ngưỡng 30 đến 40 nghìn tỷ nó lại đang đều như vắt tranh Uh, như vậy thì uh, các cái công ty chứng khoán sẽ là những người mà được hưởng lợi rất lớn và chính vì vậy nên là chúng ta cũng sẽ uh, ngắm đến uh, những cái điểm đánh của nhóm ngành chứng khoán đang có dòng tiền đang có dòng tiền đó thì uh, chúng ta sẽ đi phân tích anh chị lần lượt các mã cổ phiếu chứng khoán vci Uh, VCI trong tuần cũng đã có được cái target ở 75. Uh, tuy nhiên uh, nó còn có một cái mút uh, cây cái, cái tuần như thế này thì nó lại cần phải cần phải gì các anh chị cần phải soi xét lại. Và tuần tới thì chúng ta sẽ kiểm tra uh, cung cầu kỹ thuật của VCI ở khoảng vùng giá 70. Ờ uh, SSI, SSI tín hiệu kỹ thuật uh, đang giao dịch tương đối là tốt và sau những cái điểm test cung kỹ thuật của nó ở đây ở vùng 13 đến vùng 44. Uh, tuần này thì nó cũng đã đạt được một cái uh, target ở vùng 50 trong một cái hành trình có thể đi của SSI đó là vùng 50 vùng 52.5 và đến vùng 56 uh, phiên ngày hôm nay thì SSI cũng có một cái nhịp test lại như vậy thì tuần tới các anh chị sẽ quan tâm đến cho Hùng vùng 46 vùng 46 này nó test lại ổn định đúng không ạ yeah, test lại ổn định và lực cung cầu ổn định đây và sau đó thì nó vừa thoát lên khoảng vùng 47 ở đây. Thì đấy là một cái tín hiệu xác nhận rằng SI sẽ uh, tiếp tục có những cái tín hiệu tích cực để đánh tiếp. Uh, cổ phiếu HCM uh, rồi Ok HCM trong tuần cũng đã uh, có những cái lực uh, giao dịch tương đối là tốt. Phiên ngày hôm qua tăng tốt, nhưng phiên ngày hôm nay thì nó đang bị diện lấp lại. Thì với tín hiệu này thì HCM nôm na nó sẽ ở khoảng vùng 45. Chúng ta sẽ kiểm tra cung cầu của nó ở đây. SHS là một mã cổ phiếu được nhấn mạnh ở cách đây 2 tuần Và đến thời điểm này thì SHS cũng đã hoàn thành cái target mục tiêu đầu tiên À không phải đầu tiên đâu, 48 là đầu tiên Sau đó đến vùng 52 và sau đó đến vùng 56.5 Như vậy là tuần này thì nó cán lên được đến vùng 52 Và cũng có một cái nến test thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng 46.5 của SHS trong tuần tới Ờ, MBS cũng là một mã cổ phiếu, một trong uh, mã cổ phiếu thứ hai trong năm mã cổ phiếu được cùng phân tích và đánh giá uh, những cái dữ địa của nó. Thì tuần này thì nó cũng đã hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu 45 trên 45 và đây nó có một cái nến tẢ lại như này thì uh, tuần tới chúng ta lại phải quan sát ở vùng 40. mươi uh, CTS Uh, tuần này nó đánh cũng tương đối là tốt đạt được cái vùng 47 và trong tuần tới thì CTS khả năng sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 43 các anh chị cầm CTS thì chú ý ở vùng 43 trồng lên uh, cổ phiếu AS là một mã cổ phiếu chứng khoán tương đối là tốt ở trong thời điểm hiện tại uh, và nó tốt như nào thì cũng đã có những cái phân tích khi mà AS đánh vượt thoát ở vùng 18 đến khoảng vùng 20 ở đây đó, uh, và sau đó nó gối lại ở trên vùng 21 đó và chúng ta bắt đầu có những cái target à, từ vùng 21 chấm mấy đây này từ vùng 22 23 lên vùng 25 sau đó lên vùng 28.5 và sau đó lên vùng 32.5 và cái mốc cuối cùng mà đang dự kiến của con này ở khoảng vùng 32 à 35 thì à, tuần này suy soát đạt được nói chung là AS thì có thể tuần tới nếu như thị trường mà yếu á, thì nó sẽ quay lại nó test cái kháng cự nó vừa mới đạt được ở đây đó là khoảng vùng 28.5 à, nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ đó, hỗ trợ kỹ thuật của AS để nó có thể đánh tiếp đúng không ạ? Ở BBS cũng là một trong những mã cổ phiếu được định hướng khi nó còn có gọi là có điểm mua và target của em này thì cũng đã được xây ở 40, 43.5 và 48.5. Và trong tuần thì nó đã đi được lên vùng 45. Đó và cây nến này thì nó cũng đang test lại như này thì tuần tới nó sẽ phải nó sẽ sóc lại ở vùng 40 các anh, anh chị Nó sẽ sóc lại quanh vùng 40 ở đây Và chúng ta sẽ kiểm tra cung cầu của BBS ở đây à, Rồi à, mã cổ phiếu chứng khoán Có mã cổ phiếu VX nữa Rồi VX ở VX thì trong nhịp này Nó đánh cũng tương đối là nét Và nó nét từ cái vùng mà Nó nét từ cái vùng tích lũy tạo nền ở Vùng 28, 29 ở trong cái nhịp chỉnh này Đó nó đè lại được vùng 30 Và tuần này thì nó đã đè Vùng 32 cộng với lực cầu tương đối ổn ở à, xu hướng hiện tại của VX thì uh, sẽ đè tiếp ở vùng 36 và thoát được vùng 36 thì có vùng 40 như vậy là chúng ta tạm thời uh, sẽ đánh giá VX ở các cái ngưỡng uh, target tiếp theo nó là như vậy ở uh, FTS trong hai tuần vừa qua thì uh, nôm Na nó chỉ có như thế này thôi tuần này nó đạt được đến bài 77 đó thùng 77 thì lên 85 đó nó có hai cái target của FTS ở đây nhưng mà cây nến này thì chắc chắn là chưa thủng được rồi à, tuần tới các anh chị lưu ý vùng 68 khả năng sẽ quay về test ở quanh vùng 68 của FTS nhóm ngành chứng khoán còn mã nào nữa nhỉ à ORS ORS VND à, đối với ORS trong tuần thì nó cũng đã chém được vùng 33.5 và đang hướng về vùng mục giá mục tiêu tiếp theo là 37 nhưng mà chưa đi được đến đó. Thì cây nến kết tuần này nó đã trùm lại cái vùng tức là nó quay lại test có nghĩa là sau khi mà nó đây sẽ là cái hỗ trợ các anh chị nhé. Trước nó là kháng cự thì bây giờ là hỗ trợ và cái cây nến này thì nó đang bị phá cái hỗ trợ này rồi. Đó phá cái hỗ trợ này rồi thì cái target mà chúng ta dự kiến ở đây thì nó phải từ từ đúng không ạ? Bởi vì là cái vùng này nó đã bị mất rồi á thì nó sẽ có xu hướng quay trở lại test cung cầu ở những vùng hỗ trợ sâu hơn. Đó thì ít nhất là khoảng vùng 31, khả năng là tuần tới nó sẽ kiểm tra ở vùng 31 đến vùng 32 ở đây. Sau đó thì sẽ có thêm những cái dữ liệu để chúng ta có thể định lượng được cái uh, nền tảng tích lũy của ORS ở đây. VND như thế nào? VND là tuần này cũng đạt được đến uh, đây, nó chém được đây là bao nhiêu nhỉ? 76.5 Tương đối là đẹp, VND đánh cũng tương đối là đẹp Và nhìn về mặt ý đồ như thế này thì tuần tới VND sẽ kiểm tra lại vùng 70.5 Chính là cái vùng mà nó vừa mới đè qua Trong tuần này nó vừa đè qua Thì bây giờ nó sẽ trở thành một cái hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây Đó, nó sẽ kiểm tra cung cầu kỹ thuật ở đây và chúng ta đánh giá thêm nếu như nó test cung thành công ở đây thì cái cơ hội để nó bật lại vùng 75 đến vùng 80 là còn Nếu mà test cung thất bại ở đây thì nó sẽ rơi xuống 65 Test cung 65 thất bại thì nó sẽ rơi xuống ở những vùng sâu hơn ở dưới này Đó là có thể ở đây ạ, có thể là vùng 59 đến khoảng vùng 6, 60 đến khoảng vùng 60.5 Đó, thì cái nguyên lý vận hành của cổ phiếu nó chỉ có như vậy thôi Phá kháng cự thấp, đây phá kháng cự này thì nó sẽ lên kháng cự này, đó vùng 65 Phá kháng cự 65 sẽ lên 70.5, phá kháng cự 70.5 sẽ lên 76.5. Đó, cách đi của nó là như vậy và ngược lại ở bên này thì nó cũng hoàn toàn đi tương tự như vậy thì uh, các anh chị nắm được cái quy luật như vậy thì chúng ta cũng sẽ uh, dễ dàng uh, theo dõi các cái bản tin tuần cùng lê thì mọi người sẽ uh, dễ hiểu hơn uh, agr agr cũng là một trong năm cái mã cổ phiếu gần như mã cổ phiếu cuối cùng ở trong nhóm chứng khoán được nói cách đây 2 tuần thì trong tuần này agr cũng đã lần lượt đè được vùng 22.5 đấy, cái nguyên lý của nó như vậy thôi. Nó đè được 22.5 thì nó sẽ đi lên vùng 26. Nó đè được vùng 26 test cung thành công thì nó sẽ đi lên vùng 30. Đó, các anh chị lưu ý như vậy. Thì đối với AGR là cây nến ngày hôm nay là nó đang trả một phần cung thôi và tuần tới thì sẽ chú ý ở vùng 24. Nếu vùng 24 này vẫn ổn định thì như vậy là AGR cái cơ hội để đi lên vùng 3X là còn, nhưng mà cái vùng 24 này mà nó bị phá thì nó lại quay lại về vùng 22.5 đó nguyên lý vận hành của cổ phiếu nó chỉ có như vậy thôi à, rồi như vậy là nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán thì hùng lê cũng đã phân tích xong và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phân tích một số các cái nhóm ngành à, phải nói cũng rất là cơ bản và nó đã à, giúp cho nhà đầu tư của chúng ta chống chọi lại được với thị trường phải nói là như vậy chống chọi lại được thị trường à, chống chọi lại được những cái nhịp rung lắc và ít nhất là mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư của chúng ta trong cái thời gian vừa qua Uh, NBB một mã vừa mới được phân tích trong tuần qua, mã này thì mới thôi và trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì NBB cũng được uh, tính toán ở gom gom dài đánh dài. Vùng 40 đến vùng uh, đây bắt đầu tuần tuần vừa qua NBB là đã được phân tích ở trên nhóm. Uh, Hùng sẽ uh, tạm thời là chúng ta sẽ không uh, ngày 16 tháng 11 một uh, chúng ta sẽ không uh, không 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 tìm lại các anh chị nhé bởi vì tìm lại thì nó sẽ rất rất mất thời gian và uh, đối với Uh, những cái mã cổ phiếu mà được phân tích ở trên trên nhóm á, thì, thì 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 chúng ta sẽ không tìm lại bởi vì tìm lại mất thời gian lắm thì đối với NBB là góc độ kỹ thuật là chúng ta đang gom thăm dò đang gom thăm dò còn đánh giá trên trang kỹ thuật tuần thì cũng có nhìn thấy ở vùng 35 đến khoảng vùng 37 là hỗ trợ kỹ thuật của nhịp này và chắc chắn rồi gom ở trên này nhưng cũng có đủ cái tính toán để chúng ta khi cổ phiếu về đến đây chúng ta vẫn có thể tiếp tục gom được tiếp đúng không anh chị Uh, HHV sau một tuần đánh tương đối là tốt và tuần này thì HHV đang Họ uh, gọi là, là cố công vùng 24 nhưng mà vẫn chưa công được uh, Tuy nhiên với tín hiệu tuần hiện tại như thế này thì có thể sang tuần tới HHV có thể quay về test lại cung ở đây Đó, chúng ta lại tiếp tục gom 21 đến 21 21.5 đến 21 chấm mấy đây nè 22 thì quan điểm như vậy thôi, cứ cổ phiếu đẹp mà cổ phiếu đánh trên dài là trong những cái nhịp mà thị trường uh, LDG. Ờ à, trong những cái nhịp mà 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 thị trường rung lắc thì đấy sẽ là những cái cơ hội để chúng ta có thể tiếp tiếp tục tích lũy thêm năng lượng. LDG thì nhìn chung ở vùng 14 vẫn đang giao dịch tương đối là tích cực. À, Phiên ngày hôm nay thì cũng có những cây nến dựng ở đây nhưng mà cái cái cách đánh của tạo lập thì vẫn đang giữ ở vùng 11 khá tốt, thậm chí là LDG có thể uh, cho phép quay lại về vùng 13 và đây sẽ là những cái vùng mà ở hỗ trợ kỹ thuật cơ bản để đánh giá cái xu hướng đi tiếp của LDG dG trong tuần cũng uh, tí nữa thì dính trưởng uh, tí nữa thì dính được vùng 77 5 hơi tiếc trong phiên giao dịch ngày hôm nay bởi vì phiên giao dịch ngày hôm nay thì uh, nó là chung của cả thị trường rồi nên là không thể chống đỡ được uh, DG như vậy thì DG sẽ có vùng 65 đến vùng 67 cho phiên giao dịch của các uh, phiên giao dịch thứ hai của tuần tới đây sẽ là những vùng mà DG sẽ kiểm tra lại cung cầu ổn định ở vùng này thì ta lại tiếp tục ta gom còn nếu mà vùng 67 bị mất thì chúng ta sẽ nên chốt bớt bởi vì như vậy là à, cái tín hiệu kỹ thuật của cả thị trường nói chung và cổ phiếu DG nói riêng là cũng gặp khá là nhiều khó khăn ở à, DPG phiên giao dịch ngày hôm nay chính thức hoàn thành target 100 lên 100 và cũng bị chốt lại một tí đây nó tạm mút đó thì chúng ta à, cứ chạm kháng cự thì chúng ta có thể canh chốt hàng bớt Uh, trong tuần tới thì uh, nó lại quay lại đây, tức là nó sẽ khi nó chém lại được cái vùng uh, vùng 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 đây này. Đâu đó khoảng vùng 90, nó khi nó đè được vùng 90 để nó đi lên 100 thì nó sẽ quay lại test vùng 90 và vùng 90 sẽ là vùng mà các anh chị lưu ý. Uh, C2 trong một uh, kênh phân tích kỹ thuật cực kỳ dài đúng không ạ? C2 cực kỳ dài từ đây, từ dưới này cơ, 1167 và đến bây giờ uh, chúng ta đã đưa được target 3x và đang hướng đến những cái vùng cao hơn, nó đang hướng đến những vùng cao hơn. Thì um, trong phiên ngày hôm nay là C2 cũng đè được một cái target kỹ thuật của nó ở đây này 32.5 chắc chắn là thủng vùng 32.5 rồi nhưng mà cái cái lực chốt lại nó lớn quá nên là không giữ được này Chứ còn target này là đạt được tiếp này Đó, Thủng 32.5 thì lên 35 nhưng mà cái vùng 32.5 chưa giữ được thì 35 còn chờ đấy ví dụ như thế Thì là nó lại quay về nó test này thì nó test lại 30 và phiên này thì đóng nến đến đóng dưới 30 nên là nó sẽ có ở vùng 28 đến vùng 28.5 S99 cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Nó gặp phải cái vùng kháng cự 28 này tương đối mạnh. Kỳ vọng của vùng lê là nhịp này S99 sẽ đánh về vùng 3 ờ, Nhưng vẫn có nét. Yên tâm là như vậy. Bị chốt lại nhưng vẫn có nét. Vì sao? Vì nó vẫn đang giữ được vùng 23.5. Đây sẽ là những cái điểm nhấn kỹ thuật để có thể giúp S99 ổn định và tiếp tục hành trình. Còn nếu mà thủng 22.5 thì thôi nhá. Nghỉ nhá. HBC cũng là một mã cổ phiếu được... Uh, khuyến nghị đầu tư nôm na nó là như vậy được khuyến nghị đầu tư và khi tiếp cận đến HBC trong một cái trang kỹ thuật đâu đó khoảng vùng 14 15 ở đây là hướng đến một trang kỹ thuật dài đưa được target của em này lên đến vùng 25 rồi thì về nhìn cái cách đi của HBC thì nó vẫn còn có những khả năng đi của những cái trang kỹ thuật dài ở phiên kết tuần này nó bị chốt Ok nó bị chốt như thế này thì đương nhiên nó sẽ quay lại vùng 23 và chúng ta tuần tới thì chúng ta sẽ kiểm tra những cái tín hiệu cung cầu kỹ thuật ở quanh vùng 23. Ổn thì sẽ lên 28, thủng 28 thì lên 3x. Nói chung là HBC thì vẫn đang đang có những cái kỳ vọng đẹp. Em sao thì không phải nói nữa rồi bởi vì sao bây giờ nó đánh ở một cái trạng thái gọi là không bình thường. Và cứ trần thôi và những cái câu chuyện như thế này thì hùng sẽ chia sẻ một tí. Uh, nhìn về góc độ sale các anh chị có thể xem lại những cái bản tin tuần của ông Lê khi mà sale đang có ở vùng giá 8 đến vùng 9 10, đó là những cái vùng mà chúng ta mua để chúng ta canh để chúng ta chiến đấu và rất nhiều những anh chị em hỏi ông có bán không thì ông bảo là không bán. Uh, có thể đưa lên target 13. Sau đó thì lên 15, 16 xong lên 19, xong lên hai lên lên lên, đến 3x rồi. Thì ở cái câu chuyện nó sale như thế này thì sẽ nhiều anh chị em sẽ đổi đời. Phải nói là như vậy. Bởi vì người ta cầm khoảng tầm độ 500.000 cổ phiếu thì sẽ là đổi đời nhưng rồi cũng sẽ có rất nhiều anh chị em à đang đi uh, ô tô thì sẽ phải đi xuống đi xe đạp bởi vì sao bởi vì người ta không kiềm chế được cái lòng tham ở trên thị trường chứng khoán người ta không có một cái kỷ luật và người ta vẫn nghĩ rằng à lên đến đây vẫn còn ngon vẫn còn mua đó vậy thì uh, sẽ hùng lên nói như vậy sẽ có rất nhiều những anh chị em đổi đời đi từ xe đạp uh, không phải đi xe đạp đâu đi từ xe SH lên xe ô tô, xe mẹc nhưng cũng sẽ rất nhiều anh chị em ra đi từ đây và vĩnh viễn không quay lại được thị trường chứng khoán bởi vì là bắt đầu vay nợ bạn bè vay đủ các thứ tùm lum và bắt đầu đầu cơ vào xe thì sau khi mà các anh chị mua vào một cái thì tạo lập nó rút hết lệnh và nó có thể nó đạp một phát từ mất 50 đến 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 60 70 phần trị giá đấy là câu chuyện rất bình thường các anh chị nhé thì lưu ý như vậy chúng ta phải kiểm kiềm chế được cái lòng tham ở trên thị trường chứng khoán chúng ta biết đủ là sẽ đủ và chúng ta phải định lượng được rằng cổ phiếu đang ở vị trí nào chúng ta vị trí đó chúng ta có vào được hay không đó còn khi mà nó mọi thứ nó vượt khỏi cái tầm kiểm soát của chúng ta rồi đó thì chúng ta nên bình tĩnh tìm cơ hội khác cổ phiếu đẹp nhiều lắm các anh chị đừng có cố đấm ăn xôi à, nam long dự kiến target 7 x thì trong tuần chiết soát đạt lên được mấy đây ta 69.7 còn có 0.3 nữa thôi, còn có 300 đồng nữa thôi là đạt được cái target 7x thì nó đã không giữ được và nó bị luôn cái lực chốt ở trong phiên, nó bị luôn cái lực chốt ở trong phiên. Và chúng ta có tìm được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở vùng 63.5, nhưng nhìn chung là vùng này với một cây nến đóng đỏ như thế này là xấu rồi. Dòng tiền cắm đầu, đường mát đang có xu hướng chuyển pha từ xanh là tăng giá sang đỏ là giảm giá thì ngắn hạn như vậy là Nam Long sẽ quay về kiểm tra lại vùng 58. Nôm na vùng 58 là vùng chốt hạ cuối cùng. Thủng vùng 58 thì thôi. Chào em lên đường. L18 sau khi đạt được cái target 75 thì L18 bị chốt tương đối mạnh. Đấy các anh chị, và cái hành trình target là chúng ta phân tích L18 từ vùng 30 40 gì đó. Tuần này thì L18 cũng bị thất bại thêm cái vùng 57.5 ở đây thì nó là tạm gọi trong kỹ thuật ngắn hạn là hơi xấu còn trong tuần tới nếu như nó bị gãy vùng 5x thì chắc chắn là nó sẽ bị uh, về lại cái vùng đây lợi là, là cái vùng mà chúng ta bắt đầu mua thì không sao cả nếu như các anh chị em mà bằng tiền thịt đó, bằng tiền thật đó, không có vay mặc zin không có gì cả thì chúng ta cứ bình tĩnh bởi vì theo quan điểm của ông lê thì ở đây những cái vùng này là ông sẽ tìm cách để ông sẽ mua lại cổ phiếu L18 và cũng chứng minh cho các anh chị thấy rằng là những cái điểm mua được khuyến nghị và chúng ta sẽ gọi là các anh chị có nhớ cái phương pháp chém cá ở trên thớt đúng không ạ? Chém cá ở trên thớt hay lắm. Chém tưng bừng. Hầu B vẫn đẹp các anh chị nhá, hầu B vẫn đẹp à, những cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 32 và UB thì chúng ta sẽ nhìn ở trên góc độ kỹ thuật là 32 không gãy thì chúng ta sẽ nâng target lên vùng 37.5. Hầu B tương đối là ổn định. Uh, cổ phiếu LCG Ok LCG tuần này nó công kháng cự 20 chưa được Đó thì không sao cả Nếu công 20 chưa được thì nó lùi về thủ uh, Công không được thì là thủ uh, Và sẽ thủ lại ở vùng 17.5 Vùng này mà ổn định là chúng ta sẽ canh để chúng ta bắt Thậm chí là vùng 17 Nói chung là tùy vào cái xu hướng thị trường Nhưng ít nhất là nó sẽ chỉnh cung Đó nhìn cái xu hướng này là nó sẽ chỉnh cung và chỉnh thì chỉnh đẹp á về 16.5 học về 17 đây, đây là những cái vùng mà có thể LCG thể chỉnh cung quay trở lại đây và sẽ uh, quan sát thêm những cái tín hiệu cung cầu ở đây để chúng ta có thêm định lượng. Uh, LG là một mã cổ phiếu thứ hai nó thuộc hệ chính thái của em LCG uh, và tuần này thì nó cũng chính thức đạt cái target mắc của kỹ thuật đó là vùng 20 đấy các anh chị. Phía này nó đạt. Uh, nhìn chung nó bị uh, đạp nó bị chốt lãi nhưng mà cái điểm chốt lãi này vẫn còn tích cực chán. nó vẫn đang đóng thứ nhất là đóng trên 16.5, thứ hai nữa là nó vẫn ở vùng 18 thì uh, kỳ vọng sang tuần tới tuần tới LG có thể quay lại ở vùng 16.5 ổn định cung cầu đây để chúng ta uh, có thể phân tích thêm. Uh, TG dự kiến target vùng 22. Dự kiến target vùng 22, tuần vừa qua tích lũy như thế này cây nến đóng tuần tương đối xấu cây nến đóng tuần tương đối xấu thì với cái tín hiệu này thì hùng sẽ cần phải có thêm một cây nến của phiên ngày thứ hai nếu như nó vẫn ở trên 19 cộng thì như vậy là ok hoặc là nó lấp lại được một phần ở đây thì cái xu hướng tích lũy nền của TG là khá là ok nhưng mà nếu như nó bị phá vùng 19 thì khả năng là sẽ rơi xuống cái bát ở dưới này cái bát ở bên này thì chúng ta múc sang bên này để chúng ta hứng khả năng là sẽ hứng ở đây Tức là hướng ở vùng 17.5 đến vùng 18 thì đấy là những cái kịch bản của TG. Uh, ITC trong tuần vừa qua <laughs> suy soát đạt target 27, lên được vùng 26 rồi nó bị chốt trong phiên ngày hôm nay. Thì uh, nhìn về kỹ thuật thì con này cũng chưa có vấn đề gì đáng lo ngại. Thứ nhất là nó có thể quay về lại vùng 23.5 uh, để kiểm tra cung cầu và ít nhất là có thể nếu mà sâu hơn có thể vùng 22, vùng 2 này giữ được thì ITC nó không có vấn đề gì cả. Nói chung là như vậy. Uh, SGS là một mã cổ phiếu được uh, Fujiko Sonda uh, được cùng bắt đầu nhận diện một cái ý đồ tạo lập của nó ở đây. Uh, về sau một cái giai đoạn mà SGS đi ở vùng 60 đến vùng 65 này tương đối ổn định thì nó bắt đầu nó đi ngược lên đến đây. Được đánh có ý đồ và tìm một vùng 71 đến vùng 72, đó là cái vùng mà canh gom vị thế, canh gom vị thế đối với đối với đối với S, đối với đối với SGS ở trong cái trong cái nhịp này thì các anh chị có thể là phiên giao dịch thứ hai tuần tới có thể canh ở vùng này để chúng ta có thể có những cái vị thế ở đây rồi uh, chúng ta sẽ tiếp tục đi phân tích một cái nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm khu công nghiệp các anh chị nhé có nhóm khu công nghiệp cũng đang các anh chị cũng đang cầm rất nhiều hàng và cũng được cùng phân tích định lượng trong cái thời gian vừa qua À, đối với IDC kỳ vọng target 100 và sau cái nhịp chỉnh này thì uh, có phân tích một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật đây cho mọi người đó là vùng 78. Lực đánh của IDC như vậy hiện tại đang khá là ok. Thì uh, vì thị trường chung nó cũng đang khó khăn nên có thể là sang tuần tới thì IDC sẽ có những cái điểm test lại cung uh, trên vùng 83.5 ở đây ổn định sẽ có thêm những cái phân tích tiếp theo. Uh, cổ phiếu thứ hai về mã ngành công nghiệp SSC SSC như thế này là xấu rồi Như vậy là SSC chỉ đi lên được cái target 65 ở đây thôi Tiệm cận 65 thôi à, Tuần vừa qua nó bị thất bại ở vùng 58 Sau đó thì uh, cây nến kết tuần nó lại đang về lại cái vùng ở đây Vùng 53.5, vùng 55 Thì uh, các anh chị lưu ý nếu như uh, thứ hai mà nó lấp lại được cái vùng 55 cộng thì như vậy là tạm ok nhưng nếu như phiên kết nến của thứ hai mà là làm cây nến thẳng thế này thì thôi tức là nó xác nhận luôn cái xu hướng là à, uh, SSC sẽ đạp về khoảng vùng 45 đến khoảng vùng 46 chắc chắn là như thế nếu như có một cây nến như vậy à, uh, CT CT chúng ta xem CT nào CT vẫn đang khỏe vẫn đang ok như vậy là CT thì uh, đang tương đối là tốt Đó, nhìn đánh có có nét có nét các anh chị và CT chúng ta có một cái hỗ trợ ở đây khoảng 21, 21.5 và đây sẽ là cái vùng mà CT có thể tích lũy thêm ở những cái phiên giao dịch tiếp theo trong một cái hành trình uh, mà chúng ta kỳ vọng trong một cái hành trình mà kỳ vọng CT đây thì cái sự kỳ vọng này nó phải có cơ sở các anh chị nhé chứ không phải là tự dưng là một nhát là nó lên được 27.5 đâu đó ví dụ như vậy ví dụ như là nó lên được 22 này thì nó phải có như thế nào ở cái vùng 10 8 đến khoảng vùng 19 đúng không ạ? vùng phân tích như vậy. Và để lên được cái vùng 24.5 này thì nó phải như thế nào ở cái vùng 21 này nó mới lên được chứ không phải là cứ cứ ào ào thì nó đi được đâu các anh chị. Đó và chúng ta phân tích là phân tích có cơ sở có dữ liệu và có định định lượng chứ không phải là phân tích một cách gọi là chém gió đó. chém gió thì chúng ta ngồi uống cà phê chúng ta chém gió chứ một cái bản tin gần <laughs> gần một hơn hơn một giờ ba phút đó là những cái nền tảng kiến thức mà góc độ à, cá nhân hùng lê à, mang lại và chia sẻ lại cho nhà đầu tư à, cho những anh chị em mà yêu yêu cái bộ môn chứng khoán để chúng ta làm sao đó mà chúng ta tránh được những cái rủi ro đó à, trên thị trường chứng khoán à, đơn giản nó chỉ có như vậy thôi ok ta sẽ đi phân tích mã cổ phiếu uh, vgc vgc cũng rất là hay <laughs> đó thì à, như vậy là các anh chị có thể nhìn thấy đây vgc của chúng ta chính thức là hoàn thành cái target đó nó hoàn thành đây các anh chị hoàn thành rồi đó ít nhất là cứ trên năm ba cộng là hoàn thành rồi vấn đề là như vậy nó hoàn thành rồi nhưng mà đến phiên kết tuần này thì nó cũng đang bị chốt tương đối là mạnh thì với việc chốt như này thì khả năng á, theo cái phán đoán của hùng thôi đó là khả năng thì em ấy sẽ đó cái hình hình vòng cung cái này này 47.5 đến khoảng vùng 48 nó sẽ tích lũy trở lại đây ở vùng này ổn định thì nó sẽ đè lại vùng 53 lần 2 để có thể đi về vùng 6X nhưng mà cái vùng tích cung ở đây mà nó bị hỏng á nó hỏng, nó hỏng theo xu hướng của thị đường chung thì như vậy là uh, tạm bằng lòng với target của nó đạt được là vùng 53 các anh chị nhé chứ không có target vùng 6X đó, hôm na các anh chị hiểu như vậy KBC hình như ngày hôm nay cũng bị chốt ui KBC bị ra một quả cũng tương đối đấy KBC thì vật vã ở cái target 55 khá là khó khăn À, nếu các anh chị xem những bản tin tuần trước Thì chúng ta có nói đến cái vùng này Đang khó là khó khăn Và cây nến đóng tuần như thế này Thì lại khó khăn, trồng chất khó khăn đúng không? Có cái câu nói trên uh, Diễn hài đúng không Ok sẽ kiểm tra lại vùng 50 Khả năng là vùng 50 sẽ dập dìu Trong phiên giao dịch ngày thứ hai Thủng 50 thì bây giờ là chúng ta phải tính tính toán kịch bản thủng đi các anh chị Chứ còn nhìn thế này thì phải tính toán kịch bản thủng thôi Chứ còn kịch bản giữ được khả năng nó sẽ khó nói chung là như vậy còn thủng ít thủng nhiều thì các anh chị có thể nhìn thấy đây đây cũng là một cây nến đạp xuống của K uh, KBC và sau đó thì như nào sau đó thì có một cây nến nho nhỏ ở đây vậy thì cái liệu là chúng ta có cây nến nho nhỏ ở đây hay không thì đó <laughs> thì hùng lại lại phải cần thêm cái dữ liệu phiên giao dịch ngày thứ hai nó là như vậy đó, các anh chị còn nhìn chung thì đang bị đạp tương đối mạnh ITA 13 trên 13 như vậy là ITA cũng chính thức hoàn thành cái target đề ra ở đây, đó hoàn thành target đề ra ở đây. thì thị trường đang lắc mà nên là có thể sang tuần tới nó sẽ lắc ITA nó cũng sẽ lắc thôi. À, chắc chắn là cái mút này này nó sẽ test lại, chắc chắn là mút này nó sẽ test lại nó không thể một 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 cây ăn ngay như vậy được đâu. Đó, mút này nó test lại ở 11.5 Nếu như nó test ổn định ở bên này Thì đấy là sẽ là cái cơ sở để chúng ta uh, tiếp tục có những cái phân tích Để xem là, xem xem là nó có đè 13.5 để nó đi tiếp được hay không Đó, lên vùng 15 không Kháng cự 15 Đấy, đó, ví dụ như vậy thì ở uh, chúng ta sẽ cần cái dữ liệu ở đây SGT <laughs> SGT phiên ngày hôm nay bị chốt tương đối mạnh nhỉ Như vậy là bác tâm tiếp cận đến SGT nó không vượt thoát được cái vùng đây này Cái vùng kháng cự của nó ở đây là khoảng vùng 36 36 không vượt thoát được nên là nó chỉnh Tín hiệu ngắn hạn như này của SGT thì tương đối xấu Tương đối xấu nên các anh chị lưu ý nếu chúng ta đang cầm Thì sẽ có hai cái kịch bản mà sẽ phải đối diện với SGT trong tuần tới à, Kịch bản tích cực đó là SGT sẽ đi được ở trong biên 29 đến biên 30 Và đến, đến đóng tuần các anh chị lưu ý như vậy, Đến đóng tuần trên vùng 29.5 thì cơ bản là tạm ổn. Nhưng nến đóng tuần mà tụt vùng 28. Đó, thì như vậy là một tín hiệu xấu. À, và xấu đến mức như nào thì nếu như vùng 28 bị gãy thì các anh chị sẽ phải lường được một cái xu hướng, đó, lường được cả mọi xu hướng là SD sẽ đi về vùng 19 đến vùng 20. Đấy, nó 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 kinh khủng như vậy, tức là nếu như vậy là chúng ta bị mất 10 10.000 trên một cổ phiếu. Đó, vậy thì đấy là những cái sự khốc liệt trên thị trường chứng khoán khi mà chúng ta uh, có những cái điểm bắt vị sai nếu chúng ta ôm lại thì chắc chắn là cổ phiếu nó sẽ rơi về đây đó còn nếu như chúng ta chịu SL thì nó sẽ là vùng 28 đó thì đây đây là những cái kịch bản mà chúng ta cần phải đưa ra đó chúng ta có đúng có sai và khi mà chúng ta nhận diện những cái dấu hiệu sai như vậy thì chúng ta ôm lại thì nó sẽ như nào không ôm lại thì nó sẽ như nào lưu ý là như vậy rồi chúng ta sẽ phân tích uh, nhóm ngành cao su bởi vì nhóm ngành cao su thì cũng đã uh, có một cái trang kỹ thuật rất tốt trong thời gian vừa qua chính vậy nên là hùng <laughs> lên liên tục phân tích các nhóm ngành này. Thì uh, đối với PHR trong tuần này thì nó cũng đã chém được target 76 5 trong hành trình lên 83.5 nhưng mà hành trình này thì đang phải dừng lại bởi vì cây nến như này thì phải dừng lại rồi. Thì uh, tuần tới uh, PHR sẽ quay lại quay lại những cái điểm test cung kỹ thuật ở quanh vùng 70. Uh, thậm chí nó sâu hơn nó có thể uh, test cái mút ở dưới này này cái mút nó nó có thể test cái mút lại này mút này cho phép test lại khoảng vùng 68.3 68.4 gì đấy 68.5 đó thì cái mút này mà nó vẫn ổn định được là ok nhưng mà mút này mà bị mất thì uh, chúng ta nên chốt lại bớt các anh chị nhé hoặc là chốt hết đi bởi vì như vậy là nó xác nhận rằng là phr vui bằng lòng với target 76.5 ok cao su đồng phú dpr dự kiến lên vùng 90 91.5 và lên được đây mút 90 quay đầu à, và quay xe như thế này uh, có bạn nào trên tim Hùng Lê là bắt hay 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 chat lên gọi là hái quay xe anh hãi anh hãi tà anh hãi tà Đấy. anh hãi anh quay xe thì anh hãi anh quay xe rồi Cái này là anh hãi anh quay xe rồi các anh chị này thì uh, nó sẽ quay về đâu thì khả năng là mút mút ở dưới này này đó bên này thì nó cũng như vậy thôi uh, cho phép uh, test lại khoảng vùng 78 78.3 gì đó nôm na là như vậy mà mất 78.3 thì chắc chắn nó sẽ xuống 70 77, 71 ở đây này đó thì chúng ta chấp nhận ôm lại thì chúng ta phải tính toán được là à khi khi về đến đây thì tôi lỗ bao nhiêu phần trăm đúng không nếu ôm lại ví dụ như vậy Gbd uh, gbr GVR ở phía này cũng quay xe kinh. Thì sau một cái giai đoạn mà GVR đang đi ngang tích lũy tương đối đẹp ở vùng 39 thì ở phiên này nó bị phá vùng 39 rồi. Như vậy đây là một cái tín hiệu <laughs> báo hiệu cái cảnh báo những cái tín hiệu nguy hiểm. Thì thứ hai nếu như nó lấy lại được vùng 39 thì câu chuyện nó vẫn trong ở trong cái tầm kiểm soát nhưng nếu như nó vẫn đóng ở vùng 37 38 ở đây thì đấy là một tín hiệu xấu và rất có thể là sẽ quay về test lại vùng ở đây là bao nhiêu đây ta? 36 sâu hơn thì nó sẽ đi về vùng 33 đến vùng 34 ở dưới này. Đó, lưu ý là như vậy. DRI DRI như vậy là chúng ta xem nào. À, đối với kịch bản của DRI, đó là target của DRI ở 17 này là đạt rồi nhá. Tuần này là đạt 17 trên 17 này. À, và quay lại test cung à, với việc kỳ vọng là nâng lên 19 thì à, các anh chị lưu ý điểm test cung của em này ở quanh vùng 16. Tuần tới chúng ta sẽ quan sát ở vùng 16. Thậm chí là sâu hơn có thể vùng 15. Tức là DRI mà không gãy vùng 15 thì cứ cầm. Gãy vùng 15 thì chốt. đó Mốc nó chỉ có như vậy thôi. À, VHG một mã cổ phiếu phải nói là cực kỳ thành công. Và đến thời điểm hiện tại kết tuần đó, thị trường uh, rất là đổ lửa. Nhưng VHG cũng đã hoàn thành một cái trend kỹ thuật tuần hoàn thành một trang kỹ thuật tuần phải nói là viên nhãn các anh chị, viên nhãn đẹp. Đẹp đấy và nó đã hoàn thành cái target tuần hùng đưa ra ở đây đó là 7 trên 7. thì nó chém rồi. Đó, LG6 là nó chúng ta phân tích ở từ vùng 5.1 này, sau 6 6 nó hoàn thành. 6 nó hoàn thành nó lên 7. 7 nhưng mà trong phiên ngày hôm nay có lắc. Ờ, có lắc như thế này thì sang tuần tới khả năng lồng sẽ hứng lại những cái Uh, cái 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 gọi là cái cái chỉnh ở đây ở quanh vùng 6.5 thậm chí là chúng ta có thể bắt đầu vùng 6 tức là đối với VHG là bây giờ là không 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 có cái cơ, câu chuyện là là chuồn bước nữa rồi chỉ có đi thôi đó nhưng vấn đề là trai, trên cái con đường đi đó nó phải nghỉ và canh những cái điểm nghỉ đó để chúng ta bốc 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 Đói. cứ nghỉ chỗ nào là chúng ta chặn đường chúng ta cướp hàng chỗ đấy đối với VHG thì theo quan điểm kỹ thuật cũng lên là như vậy bởi vì sao bởi vì các anh chị có thể nhìn lại con hút Uh, có ai nghĩ là hút tại cái thời điểm Hùng phân tích á, uh, những anh chị em mà có thể quan sát hút tại những cái thời điểm Hùng phân tích ở vùng 2 mà bây giờ là vùng 15, có ai nghĩ rằng hút từ 2 lên 15 không ạ? Không có. Ok. Rồi sau đó ví dụ PVL có ai nghĩ rằng là PVL đánh từ vùng 4 lên đến vùng 20 không ạ? Có ai nghĩ không ạ? Chắc chắn không ai nghĩ. Đó, nhưng mà uh, Hùng Lê đã có những cái trend kỹ thuật những cái phân tích kỹ thuật cực kỳ dài như vậy. Đó để chúng ta có những cái định hướng và đây là thực tế các anh chị nhá đây là thực tế chứ không phải nó nói là chém gió hay là nói phét cái gì cả và những cái bản tin tuần thì các anh chị liên tục được hùng cập nhật những cái điểm nhẫn kỹ thuật của cổ phiếu và những cái điểm nhẫn kỹ thuật đó là để làm gì để chúng ta cướp hàng để chúng ta cướp hàng các anh chị đó và cướp với giá cực kỳ đẹp đó. cướp với giá rất là ok trong một cái kênh xu hướng định hướng như vậy đó rồi cao su chúng ta phân tích xong Uh, nhóm ngành cao su bây giờ là một giờ tám phút ok chúng ta sẽ đi phân tích uh, nhóm ngành diệt may các anh chị diệt may diệt may có vgt vgt hôm nay bị đạp tương đối là mạnh vgt hôm nay bị đạp tương đối là mạnh thì có hai lý do để vgt đạp uh, thứ nhất đó là vùng kháng cự hay là cái target mà chúng ta phân tích ở đây hai chín năm thì nó đã nó 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 hai cây một cây này hai cây các anh chị nhìn thấy đây tức là cái câu chuyện là khi cổ phiếu chạm về vùng kháng cự tức là không phải bây giờ chúng ta mới nói đó cái vùng kháng cự 29.5 này chính là target mục tiêu của VGT ở trong nhịp này. Ok, các anh chị đồng ý với quan điểm đó với Hùng Lê không ạ? Đó, và khi nó chạm vùng kháng cự nó không chịu được, đó, nó không chịu được thì nó bị chốt. Chốt thì chúng ta phải đưa ra được cái vùng 27 đến 27.5. Tức là ông chốt nhưng ông cũng được phá cái vùng này. Nhưng mà cây nến này là cây nến phá này, đó, cái thằng này là thằng phá đám này. Thằng này là thằng phá đám rồi Tức là nó đã bị mất cái vùng 27 của chúng ta ở đây Như vậy là phá đám Và như vậy thì khi mà cái vùng 27 này bị phá đi Thì sao? Thì nó cần phải có một cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở đây Chắc chắn rằng là VGT sẽ quay lại vùng 24 đến 24.5 Tuần tới sẽ là như vậy Kiểm tra hai vùng này ok Thì nó sẽ có thể Đây là kịch bản tích cực các anh chị nhá Tức là khi nó nói thì nó sẽ có một cái cái, 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 cái bát ở đây đó, cái bát này ổn định đúng không và lực cầu quay trở lại thì bên này nó lại có một cái cây tăng ở đây nhưng mà cái bát này mà không ổn định á cái bát này mà không ổn định mà vô hình dung mà cái bát này nó lại bị một cái cái cây nến nó chém ở đây này Đó, nó chém ở đây thì đấy là lại một cái xu hướng đi xuống Đó, và sẽ đi xuống cái hỗ trợ thế này chúng ta không thể cản chúng ta không thể cản được cái này các anh chị nhé không ai đứng ra cản được cả nó không 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 một thế lực nào có thể cản được những cái này cả và chúng ta chỉ có cách là phân tích dự báo quan sát và hành động theo cái tín hiệu của cổ phiếu đó chứ các anh chị bảo ơi đang nó nó đang ở 24 rồi các anh chị bảo ô đừng đừng có rơi đừng một rơi 24 cứ đứng hô như vậy ví dụ như vậy đó, các anh chị có không có cách nào để mà cản được cả đó hoặc là khi mà nó tích lũy thành công rồi đấy rồi các anh chị bảo ô rớt rớt 24 đi nó cũng không thể rớt được đó thì chúng ta phải nương tựa theo cái xu hướng của thị trường nương tựa theo cái xu hướng của cổ phiếu nó không ai chống lại được hết á không ai chống lại được rồi TNG 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 của chúng ta hôm vừa mới thấy ai vừa mới mới báo lên đây là phân tích hộ con gách à, TNG ở đây thì chúng ta có vùng kháng cự 35 35 đây các anh chị này không vượt vẫn chưa vượt thoát được, nói chung là chưa vượt thoát được. Nên là nó lại quay lại uh, phiên kết tuần nó bị đạp tương đối là mạnh, 6 triệu là mạnh đó. Thì tuần tới sẽ kiểm tra ở vùng 30 và vùng 30 này mà ổn định thì ok, còn cái 30 thì chúng ta phải tính toán lên đến vùng 26, vùng 25 ở đây rồi, chắc chắn là như vậy. TDT thì nhìn chung vẫn đang tích cực hơn cả. Uh, TDT thì đang công kháng cự 16 ở đây. Lần công này, phiên này cũng đang công nhưng mà công không thành à, nó có hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây ở khoảng quanh vùng 14.5 nói chung là à 13 14.5 sao lại đi ngược lên trên này đây 14.5 14.5 mà sao lại đi ngược lên thế này 14.5 chắc hùng gõ bị sai đó thì cái mút nến này đó nó nó đang có những cái điểm test uh, kỹ thuật ở đây thì nó cũng tương đối là ok <laughs> gách à cùng xem cách em gách thì uh, nghe bảo nôm na là hình như bảo gách đánh lên 60 đó, không phải phân tích đâu anh gách là có đội 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 thông tin thông tin dùng lên là sẽ có khoảng vùng giá 55 đến vùng 60 nhưng mà với cách đi như này thì gách có khả năng là 60 còn điểm mua thì không có không, không 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 có khuyến nghị các anh chị đó với cách đi như này thì cũng sẽ rất nhiều nhiều nhà đầu tư thay 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 đổi cuộc sống Uh, nhưng rồi cũng sẽ có rất nhiều nhà đầu tư Nó ôm trái đắng ở những cái vùng đây 55 đến vùng 60 trên này uh, Họ đánh lên đến một cái target uh, dự kiến nào đó thôi Và target theo như 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 thông tin Hùng nhận được á, Thì sẽ khoảng vùng 55 đến vùng 60 uh, Các anh chị có thể uh, quan sát thêm Để chúng ta xem xem là thông tin này nó có đúng không uh, DLG <laughs> DLG bây giờ như thế này đó rồi công lại vùng 8 đến vùng 8.2 nhưng mà nó lại đang quay lại test thì chúng ta nhìn trên đến tuần xem nào Vẫn ok Tức là tuần này nó trả cung một phần thôi Do thị trường nó nó, nó yếu quá Thì tuần tới chúng ta sẽ có vùng 7.5 Sẽ quan sát thêm DLG TTF ngày hôm nay cũng bị lực chốt rất mạnh Khi mà TTF đạt target ở đây Đấy target đây các anh chị này TTF nhá, sau nhịp chỉnh này Thì chúng ta có chỉnh 8.5 Anh chị có đồng ý không Sau đó thì chúng ta có target 10 này Đè được 10 thì cũng có xây target 11.5 Và lên được 11.5 thì phiên ngày hôm nay bị chốt tương đối là mạnh. Ở lực chốt này thì sẽ phải sẽ sẽ, sẽ phải giúp chúng ta à không? Chúng ta, tức là chúng ta phải quan sát cái tín hiệu kỹ thuật của nó ở vùng 10 đến khoảng vùng 10 3 ở trong phiên giao dịch của thứ hai tuần tới, thứ hai tuần tới đây. À, và nôm na vùng 10 sẽ là cái vùng tỳ bật để giúp cho TTF có thể hành trình đè lại 11.5 lần 2 12.5 và đến khoảng 14. Tức là thông tin bên lề, thông tin mà Hùng có được thì bảo là TTS nhịp này sẽ kéo lên vào tầm 14 à, Tuy nhiên đó là thông tin, còn cái việc nó kéo hay không thì chúng ta lại cần phải có những cái tín hiệu mà chúng ta phân tích Chứ chúng ta không nghe một cách vu vơ, không nghe một cách viển vông Đó là quan điểm của Hùng Lê là như vậy Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một cái danh mục cuối cùng Đó là danh mục cổ phiếu Penny Và danh mục cổ phiếu Penny thì đã giúp cho uh, team của Hùng Lê đó, và giúp cho những anh chị em nghe những bản tin của ông Lê mua theo và đã có được một cái thành quả nhất định và chống đỡ lại được uh, xu hướng của thị trường, uh, chống đỡ lại được các cái nhịp rung lắc ở trong 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 những cái tuần giao dịch vừa qua. Thì KSQ là một cái mã cổ phiếu mới, nó cũng nằm trong cái danh mục cổ phiếu Pen thì hôm nay tôi sẽ phân tích uh, về mặt kỹ thuật ngắn hạn thì KSQ sẽ tuần tới nó sẽ có cái biên test ở vùng 9.4 và sâu hơn thì có thể uh, vùng ở đây vùng 8.5 và mục tiêu ở trong nhịp này thì các sẽ đi hai target ở 11 đến 12.5 đó là cái đầu tiên cái đó rồi PVL PVL thì như vậy là nó cũng đang chạy những cái nước rút cuối cùng nước rút cuối cùng sau khi nó đè được 14 ở đây thì nó đang đi cái target cuối cùng mà target thùng nhận được á, là đánh về vùng 2x thì khả năng là đúng đấy như vậy là đúng rồi đến giai đoạn này thì có thể khẳng định là gần như là chính xác rồi thì nó ổn định PVL khả năng nó sẽ ổn định ở vùng 16 16.5 và nó kéo một hai cây nữa thì nó sẽ hoàn thành cái vùng 20 trên 20. Cổ phiếu HR cũng đang 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 tính toán lại ở những góc độ kỹ thuật. Mặc dù là HR đã tăng tương đối là tốt rồi các anh chị, tăng tương đối là tốt rồi. thì những cái góc độ tính toán kỹ thuật của HR ở đây đó là vùng vùng 10 vùng 10 sẽ là cái vùng kỹ thuật là nôm na nó ở đây thì à, bây giờ điểm mua thì hùng sẽ không khuyến nghị nữa nhưng mà các anh chị đang cầm thì chúng ta sẽ chú ý ở vùng 10 phiên ngày hôm nay thì cũng là một phiên chốt à, tương đối là mạnh của ar khi nó đè lại được vùng 11 cộng nhưng nó không bứt thoát được thì tuần tới thì nó khả năng nó sẽ có ở những cái vùng giao dịch 10.2 đến khoảng vùng 10.5 QBS Uh, sau 2 tuần uh, khuyến nghị thì QBS cũng đang có những cái uh, tín hiệu giao dịch cực kỳ khởi sắc và uh, nó đang hướng về cái target vùng 7.3. <laughs> phiên nay là nó đẩy trần và sau đó thì nó bị mất giá trần. Uh, nhưng nhìn chung thì cây nến đóng 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 ngày, đóng tuần như thế này là cực đẹp. Là cực đẹp và các anh chị gọi là nến rút chân ấy. Thì QBS có thể sang tuần tới trước cái sự rung lắc của thị trường Thì QBS có thể quay về tức là nó sẽ quay về test thêm cái vùng ở đây Đó là vùng nó vừa đè xong á 6.3 đến vùng 6.5 Ổn định vùng này thì chúng ta có thể canh mua thêm Bởi vì QBS thì quan điểm kỹ thuật nhìn chung thì nó vẫn đang đánh Và lực đánh của QBS ở trong QBS ở trong nhịp này Nó cũng đang đi theo những cái trend kỹ thuật như thế này các anh chị đó Nó đánh từ vùng 4 đây nó đánh từ vùng 4 đúng không ạ và lên tận 12 cơ <laughs> 4 lên tận 12 hai. À, thì trong nhịp này nó cũng đánh từ 4 Hùng cũng bắt đầu phân tích QBS đó Nhận diện thấy những cái vùng từ 4 Thì bây giờ mới lên được khoảng vùng 7 thôi 7, 7 chấm mấy đấy. Thôi như vậy là chúng ta vẫn đang có những cái target kỳ vọng ở phía trước à, Tuy nhiên không phải là chúng ta cứ nhắm đầu nhắm mắt Thế là chúng ta mua Chúng ta phải có phương pháp Anh chị lưu ý như vậy Không phải là rồi KSH rất tuyệt vời <laughs> à, Rất tuyệt vời Mặc dù hôm nay nó không đóng được Ờ kịch trần nó Đó, không đóng được kịch trần ở khoảng vùng 7.5 7.4 Ờ, à, nhìn chung thì trong tuần vừa qua KSH cũng đã hoàn thành được cái target 6.5 và suy soát hoàn thành target 7.5 ở đây suy soát thôi tí nữa thì được ờ, à, thì cũng không sao cả KSH nhìn về mặt chiến lược như này thì có thể KSH sẽ quay về test ở vùng 6 và vùng này thì chúng ta lại tiếp tục gì ạ các anh chị ổn định là là lên lên đường thôi bởi vì là ở những cái mã cổ phiếu mà mang tính chất định hướng về mặt dài hạn đó, thì chúng ta cứ có những cái điểm test gom kỹ thuật là chúng ta gom thêm. À, CDO đó, nhắc đến KSH thì không thể nhắc đến CDO được đúng không ạ? Rồi à, CDO thì cũng đang hành trình đi về 8 sau đó hành trình đi về 10 nhưng mà bây giờ là nó đang nghỉ ngơi lại một tí ở đây khá là đẹp. Nhìn chung sang tuần tới CDO có vùng test kỹ thuật 6.5 đến khoảng vùng 6.8 ở vùng này ổn định thì chúng ta uh, sẽ tiếp tục cần thêm uh, tất nhiên là với những tài khoản anh chị đang cầm nhé chứ còn tài khoản mua mới thì các anh chị phải chấp nhận rủi ro Ừ uh, nhưng mà nó cũng có thể có một nhịp đạp đó nó cũng có thể có một nhịp đạp nhìn thế này thì cũng có thể có một nhịp đạp uh, chúng ta có hai giá hai giá định hướng một là vùng 6.5 một ở vùng 6.5, hai nữa là chúng ta phải tính toán thêm cả vùng 5.8. Ok, có thêm cả vùng 5.8 CDO. FID tuần này cũng hoàn thành rồi, hoàn thành vùng 9 đến 9 và nó đang có những cái điểm gọi là rung lắc. Đó, những cái điểm rung lắc này thì có thể rũ lại ở vùng 8 đến khoảng vùng 7 mấy đấy các anh chị này. Đó, những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây. 7.75 nó thì đây sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta uh, quan sát, phán đoán cái xu hướng tiếp theo của thằng uh, FBD. HSL trong phiên ngày hôm nay uh, cũng đạt luôn target 10 trên 10 và bị lực chốt, uh, nó đơn giản là gặp kháng cự là bị chốt thôi. Đấy cũng là một cái sự vận động rất bình thường của cổ phiếu. Và đối với HSL thì chúng ta có hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây là vùng 9.3, vùng 9.5. Thậm chí là sâu hơn thì có thể tính toán ở vùng 9.2 đấy sẽ là những cái vùng mà tuần tới nếu có hàng đẹp là ta lại gom hàng đẹp và ta lại gom thôi hqc như thế nào ạ hqc à, cũng là tích cực đó cuối phiên thì vẫn rút chân lên được dòng tiền đánh tương đối là tốt à, thực ra đối với hqc thì trong cái phân tích kỹ thuật chúng đang hướng đến những cái target cũng tương đối là dài và cái vùng giá mục tiêu của HQC ở trong nhịp này đó là vùng 7.5 sau đó có thể vùng 9. À, tuần tới các anh chị đang cầm HQC chúng ta lưu ý ở vùng 6.3 đến vùng 6.5, ở vùng này tích nền ổn định là chúng ta lại gom thêm, không có gì phải sợ cả bởi vì HQC vẫn đang có những cái dữ địa đi tương đối là tốt. Ờ à, à, trong tuần thì cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 12. Hoàn thành 12 rồi, đang hướng đây là những cái target đang hướng đến các anh chị này 13.5 này. 15. Đó nhưng mà với cây nến như thế này thì chúng ta lại cần phải nghỉ ngơi lại một tí. Ờ à, nó sẽ quay lại test ổn định ở đây, nó cần phải quay lại test ổn định ở biên chắc chắn là sẽ quay lại biên này. 10.5 đến vùng 11. Đó, sẽ quay lại test ở biên này 10.5 11 và không gãy và thậm chí sâu hơn nếu như cái kịch bản của thị trường mà có những cái biến động xấu thì à HHS à, có thể quay lại test 10 đây sẽ là những cái vùng đệm kỹ thuật rất là quan trọng để uh, xác nhận cái xu hướng mà chúng ta có thể kỳ vọng để uh, đè lại vùng 12 cộng sau đó 13.5 và lên đến vùng 15 của HHS đấy là những cái vùng giá dự kiến của ông Lê uh, VTV bài hát tôi yêu nhìn chung VTV vẫn khỏe đấy các anh chị nhìn rất khỏe nhá đó vùng 9.7 đến vùng 10 vẫn trụ vững coi như là mọi cái sự rung lắc của thị trường VTV thì đang đây, những cái target vùng xây lên đây, đó vùng 8 xong vùng 9 xong đến vùng 10, 10 xong đến vùng 12, 12 xong đến vùng 14, 14 thì chúng ta chưa nói đến mà chúng ta đang nói đến vùng 12 đã Đấy là những cái target kỳ vọng đối với cổ phiếu VTV và vùng 9.7 đến vùng 10 nó đóng vai trò quyết định cái xu hướng này, các anh chị lưu ý như vậy Uh, TLD của chúng ta uh, đang thi đấu cực kỳ là tích cực và mã cổ phiếu này cũng là được uh, phân tích uh, khuyến nghị uh, chiến đấu. Thì um, tuần này là TLD uh, đã bật lại lên được vùng 12 cộng và hình như phiên này cũng tần hay sao? Xu hướng thì nó sẽ hướng về vùng giá mục tiêu đây vùng 14. TLD thì không thể nói TNI nó là cùng cặp với nhau và TNI thì trong tuần này. Nói chung là nó cũng tăng kịch trần rồi đó các anh chị. Tức là cái target của nó đây là gần như hoàn thành 10 trên 10 rồi. Nó không có những cái 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 cái, cái gọi là cái ý kiến gì nữa và trong phiên ngày hôm nay thì cũng biến động khá là lớn. Rồi về đến 10 thì khả năng sẽ có những cái nhịp rung lắc ở đây. ông sẽ quan sát những nhịp rung lắc này để đánh giá thêm xu hướng của TNI. ILA trong tuần vừa qua cũng đã có những cái tín hiệu giao dịch rất là tốt, đã đạt được cái target 12 trên 12 thậm chí là 13 cơ suýt sát lên được đến đến 14 nhưng mà 14 thì chưa leo được đến nơi lên được 13 thôi tức là lưng chừng giữa 12 và 14 à, thì nó đang quay lại lấp lại gáp và những cái điểm lấp gáp này thì theo quan điểm kỹ thuật của tôi cũng lên là hoàn toàn bình thường nó sẽ lấp lại về 10.7 10.7 đến khoảng vùng 11 thậm chí nếu như thị trường mà xấu hơn thì nó sẽ lấp lại vùng 10 và à uh, 10 sẽ là đây các anh chị, ngày xưa mà khi mà chúng ta phân tích kỹ thuật 10 là kháng cự thì bây giờ 10 nó sẽ trở thành một cái vùng đệm kỹ thuật uh, rất là quan trọng để ILA có thể uh, chinh chiến những cái target cao hơn ở trên này thì đấy là những cái tín hiệu mà cần phải quan sát thêm. Phân tích thêm. SD6 cũng uh, trâu đất đấy. Đấy, SD6 nhìn thế thôi cũng rất là trâu. Đó, SD6 thì nó có cái uh, chúng ta phân tích uh, SD6 cũng khá là dài đúng không ạ? Lên 8 này lên 9.5 này, lên 10 này, 10.7 này, lên 12. Tức là cái đoạn ngắn ngắn này là chúng ta đang đưa target của em này lên 12. Thì SD6 có một cái vùng đệm kỹ thuật ở đây 9.5 đến vùng 10 khá là tốt. Đây sẽ là vùng tỷ bật để đưa SD6 lên những cái target cao hơn thậm chí 12 xong có thể là đưa target của em này lên 14. Đấy là câu chuyện rất là bình thường. 14 15. Thì để lên được những cái vùng này thì đây, vùng à vùng 9.5 đến vùng 10 sẽ là cái vùng mà chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. AMD của anh Quyết như nào rồi nhỉ mấy hôm nay Hùng cũng không xem như vậy đang ngập lặn ở quanh cái điểm đây à, kháng cự 7 đúng không kháng cự 7 lên được 7 rồi chỉnh cung chỉnh cung đẹp đó 6.2 đến 6.35 à, rồi lại vòng lên vòng lên thì bây giờ là như thế này là hơi sập sình rồi tức là kháng cự 7 tương đối mạnh với tín hiệu kỹ thuật này thì sang tuần tới AMD sẽ quay về lại nó chưa chạy được rồi với thị trường chung hiện tại và tâm lý hiện tại thì AMD sẽ quay về lại tích thêm nền ở vùng 6.2 6.35 chúng ta sẽ quan sát thêm các anh chị FTM FTM cũng là một mã cổ phiếu rất hay uh, FTM thì nhìn trên trên tuần uh, một cây doji tuần không sao cả cái doji tuần tạm được tức là không tăng không giảm uh, nhìn về mặt ý đồ thì ở vùng 5 thôi và <laughs> nó đang uh, nhịp này cũng đang kỳ vọng lên khoảng vùng 8 đang khoảng vùng 8. Nói chung là các tài khoản mà cầm con này thì cứ cầm thôi. Về đến vùng 5 6 thế này cả khả năng là ta, ta canh ta lại gom thêm. JVC là một mã cổ phiếu cũng mang tính đầu cơ rất là cao và được phân tích khuyến nghị đầu tư, đúng nhỉ? GVC có có nhỉ? Nó kiểm tra lại không là mọi người lại bảo Hùng Lê nhiều lúc lại hay chém gió. Có đấy. Đây này mùng 4 tháng 6. À không không phải, tháng 6 không không, không có ngày 10 tháng 11 ngày 10 tháng 11 thì bắt đầu phân tích lại Z ở vùng 7.5 có 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 phân tích vùng này và bây giờ là lên được đến 9.2 rồi lực cầu của em này cũng đang tương đối là tốt à, đây các anh chị từ vùng 7.5 lên đến vùng 9.2 như vậy là cũng lãi lãi được một ít rồi đấy à, chém được target 9.2 thì lên 10.5 à, chém được 10.5 thì lên 12 tức là ZVC là đang 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 phân tích một cái sóng lên như này đó, vậy thì cũng đang ổn đó Đang ổn, đang ổn, đang ổn ờ, uh, Sẽ lắc các anh chị uh, Sẽ chưa đi ngay được đâu Với tín hiệu này thì lắc rồi Và lắc về đâu? Uh, nhìn chung là khoảng vùng 8.5 8.5 đến khoảng vùng uh, 9 Đó, cái, cái nón này là nó sẽ hứng ở đây rồi và sang tuần tới thì uh, GVC sẽ có cái biên giao dịch ở 8.59 thêm một vài phiên nữa rồi sau đó thì Uh, căn cứ vào cái tín hiệu cung cầu Để chúng ta đánh giá thêm cái target Là ông lên được 10.50 Thì sẽ cần cái vùng này Sẽ cần cái vùng này để phân tích uh, ABS uh, Cũng là một cái mã cổ phiếu ABS cũng sẽ phân tích uh, Mang cái tính đầu cơ rất là cao Và uh, đối với ABS Thì uh, chúng ta phân tích ở đâu đâu Ở vùng dưới này Và đang đưa lên cái target ở vùng 3X Switch uh, đạt 3X đấy, tuần này Nhún thêm tí nữa là đẹp lên được đây đến mấy 29.7 rồi Đó 29.7 là như vậy là cũng gần 3 x rồi Với tín hiệu của thị trường chung và Dòng tiền đang có dấu hiệu suy yếu thì ABS sẽ quay về test cung 26, 26 năm Ổn định là ta lại gom hàng Cổ phiếu đánh dài mà các anh chị Kháng cự thì ta bán bớt Mà hỗ trợ thì ta lại mua NHH cũng như vậy uh, Phiên này thì nó bị lấp lại uh, nó Thực ra về bản chất là nó đang lấp gáp được, không vấn đề gì. Tuần tới mà lại 41 42 ta lại túc tác ta gom hàng. Thị trường chung ổn là ta lại gom. ở à, cái cổ phiếu pass nó cũng có những cái tín hiệu kỹ thuật khá là hay và pass thì đang đi những cái trang kỹ thuật tạm ổn. À, sau hai cây nến xanh khá là mạnh thì PAT đang có những cái xu hướng quay về test vùng 23 ổn định thì sẽ đánh tiếp. ở à, DL1 cũng là một mã cổ phiếu được mang tính định hướng ở trong cái thời điểm hiện tại và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi cái tín hiệu kỹ thuật break vùng 15 thì đối với ở đây là một cây liên kết tuần như này thì khả năng sang tuần tới đây là một sẽ có những cái điểm test quanh vùng 12.5 và nếu mà khỏe thì nó sẽ test ở vùng 13 và chúng ta sẽ quan sát những cái điểm test kỹ thuật ở đây thậm chí là sâu hơn có thể tính toán ở vùng 11.5 thì đối với DL1 là Hùng cũng đang nhìn ở những góc độ là đánh dài đó, nên là chúng ta cũng sẽ ke ở những cái vùng hỗ trợ để chúng ta sẽ đi phân tích thêm. Uh, MBG, MBG, MBG cũng là là kinh điển đấy. Thì uh, MBG sau những cái tuần nói chung là nó đang lừng khừng đi ngang. Đó, nó chưa đánh được. Uh, cái kháng cự ở đây này, nó gói kháng cự 16. Nói kháng cự thì không đúng, gọi là điểm nhấn kỹ thuật 16. Tức là nó break được vùng 16 ở đây thì nó sẽ xác nhận cái xu hướng và... Uh, 3 4 phiên gần đây nó công về gần sát 16 nhưng nó chưa công được. Còn nhìn ở trên ý đồ kỹ thuật thì cũng có phân tích rồi, đó là vùng 12.5 đến vùng 13. Nếu như mà lái mà đánh tiếp á, thì cái vùng này nó sẽ không gãy đâu. Còn nếu mà gãy vùng này thì thôi, vùng gãy vùng này thì thôi coi như là chúng ta chấp nhận cái tư duy của chúng ta bị sai. Bởi vì đơn giản là gì, đơn giản là đối với MBG á, là ông Lê đang đang tính như thế nào. Đối với MBG ông đang tính những cái target cực kỳ dài. Đó là ông nói thật. Và hiện tại là ông cũng đang chinh chiến con này vòng xác định là thay đổi cuộc sống đấy, kiểu kiểu như thế. Đó, có thay đổi cuộc sống bằng MBG được hay không? Hay là chỉ chỉ có cà phê uống thôi, cà phê uống thì con này thì uống thoải mái rồi. Uống uống cả năm, uống khoảng tầm độ 5 năm không hết rồi. Còn bây giờ vấn đề là nó có một cái bước ngoặt gì đấy không trong cái phân tích định 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 hướng của mình để nó có thể hoàn thành được cái vùng target 2x. Rồi 2x nó sẽ lên được những cái vùng đó, tức là MBG đang 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 đẩy những cái 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 sự gọi là đây là khởi nguyên của một cái con sóng vùng đang kỳ vọng MBG nó đi một cái sóng lớn biết đâu nó sẽ thành một con hút ví dụ như vậy nó đi kiểu như hút thì đấy là những cái cái góc nhìn của hùng và những cái góc nhìn nó sẽ rất là dài và rất là xa đó chứ không phải là nhìn ngắn đâu à, rồi dl là một con fit nữa con fit cũng đang rất là hay nó mang tính đầu cơ thì uh, feed fit là tuần này là ok nó nó, nó đạt target này Phía này là đạt 10, 10 16.5 đến 16.5 này thì nó chỉnh đó, chỉnh cung thì uh, ok, cứ chỉnh đi, đẹp nhất là nó sẽ chỉnh về 14.5 hoặc là sâu sâu ở dưới này một tí nữa, chắc chắn về đến vùng này là nó sẽ tiếp tục gom thêm. Thế thôi chứ Hùng không có Hùng không có đua xanh. Đó, quan điểm là như vậy, cứ ông nào bán chỉnh mà ở trong một cái kênh kỹ thuật cổ phiếu mà chúng ta nó mang tính đầu cơ nhưng đầu cơ có cơ sở và đầu cơ là đầu cơ dài chứ không phải là đầu cơ ngắn. Rồi, SGF đó, ví dụ như vậy, anh chị có thể nhìn ở đây. Đó, chúng ta muộn nhưng chưa hết đúng không ạ và SGF tuần này đã cán luôn cái vùng 18 cộng và nó đang với tín hiệu này thì nó có thể nó sẽ tích lũy thêm ở một đến hai phiên đó một đến hai phiên tuần tới ở cái biên ở đây đó là biên 17.2 đến 18 ổn định thì như vậy là nó sẽ đi lên đến cái target 22 đó và nói như vậy thì thì không phải là đến đến vùng này là các anh chị lại lại úm hùm vua mua không may nó thủng một phát thì 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 lại ấy và SGS à, cái gì nhỉ Uh, SGF là có điểm mua Nhưng điểm mua có thời điểm Đó Ngày mùng 8 tháng 11 Ngày 8 tháng 11 Đó là điểm mua có thời điểm Điểm mua có cơ sở Chứ không phải là một cái điểm mua vu vơ Các anh chị như vậy Các anh chị nhìn thấy cái ảnh này không ạ Đó Thì đấy chính là cái ảnh này đó, không không phải không phải tự dưng là Hùng khuyến nghị tại thời điểm này ông nhảy vào ông khuyến nghị mọi người mua đâu nó có cơ sở nó còn điểm này thì không có cơ sở điểm này là đạt target chỉnh cung và có thể đi tiếp hoặc nếu chỉnh cung thất bại tức là nó có thể thất bại ở vùng 17.2 thì tạm thời phải chốt nó giống như con này TMT các anh chị có thể xem lại đây đó vậy thì TMT Hùng cũng có khuyến nghị mua ngày 20 tháng 10 chính xác là như vậy ngày 20 tháng 10 năm năm nay cái cổ phiếu này là mừng 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 ngày 20 tháng 10 và đã đưa được cái target của nó lên đến vùng 20 20 thì chắc chắn là đưa rồi nhưng mà suy soát đạt được 22 thì chúng ta cứ bằng lòng với 20 đi và sau cái 20 đó thì đây này những ông nào mà đua đây này hoặc là những ông nào mà bắt đầu mua đây này đấy mới là những ông chết đấy mới là những ông chết đó nhưng Hùng Hùng Lê không bao giờ khuyến nghị mua đây các anh chị lại hiểu như một một cái điều ạ mà Hùng bắt đầu đây này ngày 20 18 tháng 10 này đấy 18 tháng 10, các anh chị thấy chưa? Ngày 20 tháng 10 này à, 19 này, ngày 20 tháng 10 này Đó, ngày 20 tháng 10, đây Đó, là cái vùng này Cái vùng này là vùng bắt đầu khuyến nghị Anh chị em trên team Làm ít Đó, giá vốn 14 Mà lên được khoảng vùng 20 6 trên 14 6 trên 14, xem nào 6 trên 14 Ok các anh chị, 42% Đó, nhưng mà cũng ở đây Cũng cổ phiếu TMT cả Nhưng sẽ à, rất nhiều người ôm ôm, ôm lỗ ở đây và ôm lỗ nặng và nó đạp cho một nhát về khoảng tầm 15 đến 16 là nôn hết hàng ra thì cái vùng này là hùng lên lại bắt đầu khuyến nghị mua vào các anh chị cứ yên tâm là như thế yên tâm chắc chắn là sẽ khuyến nghị mua vào cái vùng này đó vậy thì uh, cái góc độ kỹ thuật uh, nó là như vậy và nếu như chúng ta có được một cái người định hướng tốt thì uh, cái câu chuyện về đầu tư rồi cái câu chuyện định hướng ở trên thị trường nó rất là quan trọng anh chị sẽ giúp ích rất nhiều đến cái quá trình đầu tư của các anh chị và sẽ giúp cho các anh chị có một cái uh, cái sườn và chúng ta sẽ đi ở trên cái sườn đó, trên cơ sở tham khảo những ý kiến của ông Lê thì như vậy là nó sẽ rất là ok. Rồi bản tin tuần này uh, cổ phiếu chúng ta sẽ dừng lại ở đây và uh, các anh chị mà uh, cần hỏi cổ phiếu đúng không Cần hỏi cổ phiếu thì uh, chúng ta những cái mã cổ phiếu quan tâm, các anh chị có thể comment ở phần dưới bản tin. Phần dưới bản tin thì Hùng Lê sẽ dành thời gian để uh, cố gắng trả lời trong những cái góc độ mà tối ưu nhất, tốt nhất à, dành cho các anh chị em à, cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta. OK, phần cuối của bản tin khoảng tầm 10 phút thì Hùng sẽ chia sẻ à, về cái câu chuyện của thị trường, <laughs> về câu chuyện thị trường anh chị. Thì à, chúng ta sẽ nhìn biểu đồ index của chúng ta ở đây, à, index của chúng ta ở đây. Ngày hôm nay thì Hùng lại phân tích trên biểu đồ đến ngày để chúng ta có một cái góc nhìn nó tổng quát hơn, anh chị. Thì à, các anh chị sẽ nhìn thấy đây, đúng không? Đây là một cái phiên mà cái khối lượng giao dịch của thị trường đạt trên 1,1 1,1 tỷ cổ phiếu và uh, trong đây cũng là một cái phiên mà thị trường của chúng ta có một phiên đạp cũng trên 1,1 tỷ cổ phiếu. Và đây là cũng một là một phiên index của chúng ta có một cái khối lượng giao dịch là 1,4 tỷ gần 1,5 tỷ cổ phiếu đối với đối với index của chúng ta. Vậy thì uh, cái góc độ kỹ thuật thì các anh chị uh, chúng ta sẽ đánh giá như thế nào? Tức là như hùng đấy có chia sẻ là cái phiên ngày thứ sáu là phiên nháp thì nó sẽ phải cần một cái phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới đấy là hai cái phiên giao dịch bản lề hai phiên giao dịch bản lề nó có nó có tác dụng như thế nào các anh chị nếu như trong trường hợp các anh chị có nhìn thấy đây cũng sẽ phân tích rất sâu cái điều tạo lập của thị trường ở đây nếu như trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới chắc chắn rằng cái mút 1430, 1440 này index sẽ test ở trong tuần tới khả năng là nó sẽ test cái này nó không không tức là cái điểm rút chân này ở những cái phút cuối đấy là những cái trò để cho tạo lập người ta uh, lừa mắt nhà đầu tư thôi chứ nó không có cái ý nghĩa gì cả và chắc chắn nó sẽ quay lại để nó lấp lại cái gap này rồi nó sẽ kiểm tra cung cầu đây và chúng ta sẽ cần à, một cái cây nến của ngày thứ hai và ngày thứ ba nó index của chúng ta cần phải ngồi lại được trên đó các anh chị nhìn này một này hai nhá thì cái cây nến của ngày hôm sau nó sẽ ngồi lại cái cây nến của ngày thứ ba của ngày giao dịch thứ hai nó phải ngồi lại được trên cái vùng 1450. Đó, đầu bài nó chỉ như vậy thôi. Và hoặc cái nến ngày thứ hai ngồi lại được trên 1450, đấy là tốt. Nhưng ngược lại nếu như cái nến của ngày thứ hai nó vẫn nằm đỏ ở dưới cái vùng biên này thì đấy là một cái điều đáng đáng lưu tâm, đáng lưu tâm đối với vị thế cổ phiếu của chúng ta. Bởi vì nếu như cái nến ngày thứ hai vẫn nằm ở lừng khừng ở dưới cái biên 1430 đến 1440 đây thì phiên ngày thứ ba nó xuất hiện một cây nến mà đạp theo kiểu này thì chúng ta không thể phản ứng được phải nói như vậy. Phiên ngày hôm nay em đã khuyến nghị uh, các anh chị em chốt vui 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 để chốt vui vui để chốt 14 giờ lực chốt lãi vui vui để chốt bắt đầu rung lắc chốt lãi đây 11 giờ 25 11 giờ 25 đó là À, bắt đầu có những cái dấu hiệu về rung lắc ở nhóm penny và sau cái nhịp chốt lãi của cái dòng siêu phẩm này thì dòng tiền sẽ đi vào đâu? Đây là hùng câu thôi anh này là bị dính trưởng này 50 mươi đóng đóng quỹ, đấy nộp phạt đàng hoàng, cứ chat lên đây là nộp phạt, đó vậy thì à, và sau đó buổi phiên chiều bắt đầu nhận diện thấy à, cái lực chốt của nhóm ngành micap nó 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 tương đối là mạnh, đó vậy thì à, chúng ta à, phiên ngày hôm nay là đã có một lượng hàng uh, chốt sẵn rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ cái dòng tiền như vậy là đối với kịch bản của index các anh chị em chúng ta lưu ý ông đã phân tích rất sâu ở cái ý đồ tạo lập ở đây. Đó, ý đồ tạo lập ở đây. Đó, nếu như mà bị rơi khỏi cái ngưỡng này thì đấy là một cái mà chúng ta đáng lưu tâm. Thì song song với những cái việc đó thì chúng ta cũng có thể uh, xem thêm uh, các cái ý đồ về tạo lập của chỉ số VN30 thì VN30 thì các anh chị có thể ở đây, chúng ta cùng sẽ mở cái cái bảng này để chúng ta xem. Thì trong cái tuần uh, trong những cái tuần giao dịch vừa qua, chứ không phải là ở đây, chúng ta view lại một tí. Trong những cái tuần giao dịch vừa qua, uh, thì chúng ta có đề cập đến uh, vùng kháng cự tuần uh, đối với chỉ số VN30 và chỉ số Phái sinh. Uh, các anh chị đã quá quen thuộc rồi, 14, uh, 1535 đến 1540 và đây là kháng cự tuần của uh, bộ đôi chỉ số này và đến tuần này thì gần như thị chắc chắn là không vượt rồi bởi vì nó nằm dưới này à, và song song việc đó thì mình có phân tích điểm hỗ trợ kỹ thuật điểm 1 ở 120 ok điểm 2 ở vùng 1 1505 đến 1510 và điểm 3 tức là cái điểm kỹ thuật cuối cùng của thị trường đó là 1 1500 ở đây. Và trong những cái phút cuối uh, trong những cái phút giao dịch uh, của thị trường ngày hôm nay thì uh, chỉ số VN30 có lúc đã bị mất Uh, mất ở cái vùng 1.500 điểm này thì xu hướng như vậy là xu hướng sang tuần tới thì khả năng chắc chắn nó sẽ quay lại nó test ở vùng 1450 ở đây những cái cái điểm mà nó kéo kéo lên ở đây nó không có ý nghĩa đó ít nhất là nó một là nó sẽ test lại 1490 khỏe là sẽ 1490 còn nếu mà không khỏe sẽ là 1 1 1450 ở đây còn đối với chỉ số phái sinh nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy Hùng cũng có phân tích cho uh, anh chị em của chúng ta một cái vùng kháng cự tuần ở đây rất là rõ ràng, minh bạch đúng không ạ? Và đối với chỉ số hỗ trợ thì cũng như vậy. Thì đối với chỉ số phái sinh thì chắc chắn rằng tuần tới nó sẽ kiểm tra lại vùng 1490. Và vùng 1490 này mà không giữ được thì nó sẽ có xu hướng là quay lại vùng 1480 hoặc 1470 ở đây. Căn cứ tình hình thực tế thì cũng sẽ có thêm những cái phân tích. Nhưng cái vùng 1470 ở đây nó cũng sẽ là một vùng rất là quan trọng. Và nếu như phái sinh mà mất 1470 thì cạn lời luôn. Tức là không còn gì để nói nữa với thị trường chung phải nói là như vậy. Bởi vì uh, quan điểm kỹ thuật cùng đây là khi thì khi khi mà phái sinh mất một nghìn năm điểm là có những vấn đề rồi, có những báo động rồi. đó. Còn đối với index thì cũng đã phân tích cho các anh chị rồi và uh, nhìn chung thì chúng ta thấy rằng là có phân tích một cái kháng cự index ở đây ở vùng một một bốn thì uh, nó đã không thể. đó. trong tuần vừa qua uh, đã có một hai lần ba lần bốn lần năm lần. đó. đây này hình như là trong bản tin tuần cũng đã có phân tích rồi à, uh, 1480 1480 nó đã không thể uh... không biết ở ở đây hình như đây đó ví dụ này ở uh, thì chúng ta có nói đến cái kháng cự của thị trường đây 1450 đây index là 1450 đó 1450 ở đây và hàng tuần thì đương nhiên Hùng Lê có những cái phân tích đó, ví dụ kết kết thúc các cái phiên giao dịch thì Hùng luôn có những cái phân tích tổng kết lại và định hướng ví dụ như là ngày 16 đó ngày 16 thì kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai đúng không đó kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai và chuẩn bị cho phiên giao dịch ngày thứ ba à, thì chúng ta có những cái vấn đề gì à, cần phải chú ý và à, các cái ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tuần thì có gì thay đổi không và à, chiến lược giao dịch của chúng ta có gì thay đổi không đó là vùng kháng cự mạnh thì à, chúng ta có thể bán bớt cổ phiếu hỗ trợ thì cần thêm tập trung các mà cổ phiếu chiến lược rồi dòng tiền dài có những pha long sọt vì cố gắng này độ tập thể dục đó vui vui như vậy đó rồi chúc cả nhà may mắn ok ờ, thì như vậy là tuần giao dịch mới nhìn chung thì chúng ta sẽ có những cái áp lực uh, tương đối là mạnh lên thị trường và phiên giao dịch của ngày thứ hai cũng nhấn mạnh là như vậy phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba sẽ là phiên bản lề và bản lề như thế nào thì cũng đã có phân tích chi tiết ở cái cái mô hình của chỉ số index của chúng ta để các anh chị nắm thêm được và để các anh chị nhận thêm được nhiều các cái giá trị đầu tư hơn và nhận thêm được các cái phân tích khuyến nghị đầu tư trực tuyến hoặc là các bản tin à, hàng ngày thì ông lê cũng mời các anh chị về đồng hành cùng với team của ông lê tại công ty chứng khoán vbs à, thân ái chào tạm biệt và hẹn lại à, hẹn gặp lại tất cả anh chị em của chúng ta trong các cái bản tin tiếp theo